Đây chính là nơi mà các cơ quan truyền thông quốc tế sẽ gặp ông chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ở đây. Và tất nhiên là chắc chắn có nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra với ông liên quan tới xe điện VinFast. Đại dược thảo hoàng công đắc tật sâm của Velgro là một loại linh dược từ ngàn xưa chỉ vua chùa mới có thể sử dụng. Kết hợp trầm hương với hắc sâm, nhung hưu với các dược thảo quý hiếm có tác dụng đại bổ, lưu thông khí huyết, chống lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giúp khỏe thận, giảm tiểu đêm, giúp tránh cảm cúm và các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt có tác dụng phòng ngừa đột quỵ. Đắc tật sâm mua 1 tặng 1, gọi ngay 714-823-5676, 714-823. Big sale, big sale tại Happy Chew Easy. Nệm gel memory foam cứng thẳng lưng, ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè, được sản xuất tại Tây Ban Nha. Giá bình thường queen size 1.100 Mỹ Kim, big sale chỉ còn 698 Mỹ Kim và số lượng còn rất giới hạn. Happy Chew Easy chuyên customize nệm cao su cứng chống đau lưng, 100% cao su thiên nhiên và sản xuất tại Atlanta, Georgia. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883. Công ty Lugeco cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi hơn 16 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Lugeco sản xuất thêm các mặt hàng dân dụng như hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy rửa nail, jet nam châm, jet air, iFill tách nước tự động cho ngành nail. Tất cả các sản phẩm của Lugeco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Lugeco đã nhận được 43 bằng phát minh Hoa Kỳ và Canada, trong đó có bằng phát minh cho quốc phòng Hoa Kỳ. Mua sản phẩm Lugeco và ủng hộ đại lý Lugeco là ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có tương lai con em chúng ta. Chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Andrew Lê.
Testing, 1, 2, 3. Testing, testing. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, ngày hôm nay tôi và anh Andrew sẽ có một buổi nói chuyện với nhau. Có thể nói là sẽ là một trong một buổi livestream cuối cùng trước khi anh Andrew rời Việt Nam trở lại Mỹ trong chuyến bay vào sáng ngày mai. Cũng là chương trình cuối cùng cho cái những cái hoạt động liên quan tới cuộc gặp Việt Nam Tour 2022 do công ty Vingroup, tập đoàn Vingroup, VinFast tổ chức. Trước hết thì có lẽ là xin cáo lỗi rất nhiều vì đã trễ giờ một cách nặng nề như vậy. Chúng tôi gặp khá nhiều những cái vấn đề kỹ thuật, cho nên là cũng cố gắng giải quyết nãy giờ. Biết rằng là mọi người rất là sốt ruột nghe những cái tin sốt dở như thế này. Xin chào anh Andrew. Vâng, chào anh Vũ Hoàng Lân cùng quý khán thính giả của Phố Bô Sa TV, là những người rất là hâm mộ và đồng thời cũng là đón đợi những thông tin rất là nóng hổi. Và Andrew mong rằng qua cái chương trình này thì quý vị cũng sẽ không thất vọng, bởi vì chương trình này Andrew sẽ cố gắng, anh Vũ Hoàng Lân tường trình một cách chi tiết những câu hỏi của nhà báo đến với ông chủ tịch tập đoàn Vingroup. Andrew nghĩ rằng có những thông tin phải nói là đây là lần đầu tiên mà có thể đưa ra công chúng trong cái cuộc họp báo này. Mong rằng anh Vũ Hoàng Lân cũng đồng ý với cái chương trình là chúng ta sẽ đi qua từng câu hỏi một, đúng không? Đúng rồi. Một lần nữa cũng rất cảm ơn, mặc dù là thời gian nó bị trễ như vậy nhưng mọi người cũng ráng đợi tới bây giờ để xem, và chắc chắn là cái sự đợi đó nó sẽ không uổng phí với những cái thông tin mà mọi người sắp sửa nghe. Cuộc họp báo sáng nay, có thể nói là nói rõ hơn là cuộc gặp gỡ các cơ quan truyền thông sáng nay, coi như là một cái việc riêng tư, do vậy là... Xin lỗi lần có quý khách nói là tiếng bé quá. Tiếng bé quá hả? Tiếng nhỏ quá. Hello, testing. Như vậy được chưa các bạn, hay là phải tăng âm lượng? Tăng âm lượng lên nhiều khi nó bị rè đó, cho nên là chúng ta cũng vừa đủ như vậy là vừa rồi. Để xem nào. Tôi cố gắng xem coi nó có thể tăng lên được một tí nào không. Tăng lên thế này coi. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Nghe testing như vậy được chưa các bạn? Nếu mà mọi người nghe tốt thì đánh số 1. Nếu mà nghe không tốt hoặc là chưa đủ, đánh số 2. Cảm ơn mọi người. Vẫn còn tiếng nhỏ hả? Nhiều khi cái việc của mình nói nó bị delay đó, cho nên là mình thử rồi, nhưng mà... Tiếng Andrew Lê nghe rõ, okay. Tiếng của anh thì có thể là anh phải để mic gần hơn chút. Dạ, nghe thấy. Khi mà chúng tôi đang nói chuyện ở đây thì ở đằng sau lưng là chương trình gala chia tay của chương trình sắp sửa bắt đầu ở ngoài bờ biển. Lẽ ra là giờ này là sau một thời gian 2-3 ngày làm việc một cách rất là ráo riết thì giờ đây mọi người đều cùng ra để mà thưởng thức cái đêm gala. Có ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Tóc Tiên tới trình diễn ngày hôm nay. Tôi thấy dựng sân khấu cách đây từ sáng hôm qua rồi mà bây giờ nó mới xong sân khấu và bây giờ họ đang sắp sửa biểu diễn. Nhưng coi như là có lẽ cũng không còn cái thời gian để mà chờ đợi, cho nên chúng tôi và anh Andrew sẽ bỏ qua cái phần ca nhạc rất là hấp dẫn đó, và có lẽ là cũng bỏ qua luôn cả cái phần ăn tối mà ngồi đây tiếp chuyện với mọi người. Mọi người chuẩn bị, người nào chưa ăn tối cứ việc nấu mì gói, người nào chưa uống cà phê cứ việc pha cà phê, chúng ta sẽ có một buổi rất là dài. Hồi nãy tôi nói chưa hết đó, thì cái buổi ngày hôm nay gặp gỡ các cơ quan truyền thông quốc tế, ban tổ chức đề nghị mọi người không thâu hình lẫn không thâu tiếng, mà chỉ được chụp hình và ghi lại cái nội dung. Tôi cũng có một số hình ảnh ở đây sẽ chia sẻ với mọi người trong suốt cái quá trình nói chuyện. Do vậy chúng tôi cũng tôi và anh Andrew cũng như tất cả các nhà báo cũng đã ghi rất là nhiều. Tôi có 5 trang, không biết là anh có bao nhiêu trang thưa anh? Thưa anh, chữ tụi tôi viết là lý nhí lắm, nhưng mà
Tôi nghĩ chắc cũng phải cỡ tầm 5 trang. Yeah. Viết dày đặc hết tất cả những thông tin chi tiết, bởi vì mục tiêu của Andrew là chính vì cái chỗ là không có cho quay phim truyền hình trực tuyến, cho nên là Andrew phải ghi chép thật là chi tiết để có thể tường thuật cho tất cả quý vị. Như vậy thôi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiến trình vào chương trình chính. Thưa anh Lân cũng như quý khán thính giả, chắc chắn là quý vị đã biết ông Phạm Nhật Vượng là một người rất là kín tiếng, và đồng thời là ông rất là ít có những cái chương trình gọi là họp báo một cách cởi mở, nhưng đây là một trong những cái chương trình họp báo mà có vẻ là mời không những là truyền thông trong nước mà luôn cả các YouTuber vốn là những người có lượng view rất là nhiều. Tổng cộng tất cả những YouTuber mà kỳ này về đây đó, thì Andrew nghĩ rằng cái lượng subscription của tất cả các YouTuber lên đến hàng chục triệu chứ không phải là ít. Thì các bạn biết rằng đây là một trong những cái sự kiện rất là quan trọng đối với Vingroup, và họ đánh giá cao cái vai trò của truyền thông. Ngoài ra thì ông cũng mời các nhà báo, trong đó có những báo quốc tế như là Rolling Stones, rồi có những cái tờ báo và review xe hơi rất là quan trọng của Úc, của Anh, của Pháp, của Đức về cùng một lúc. Cho nên đây là một cái chương trình họp báo, phải nói là có thể đây là một cái chương trình họp báo hoành tráng và đầu tiên của Vingroup trong vấn đề ra mắt cũng như là lái xử xe. Cho nên ông Phạm Nhật Vượng đã bắt đầu cái chương trình rất là đúng giờ và chào mừng với quý nhà báo. Và ông nói rằng là cùng với ông ở trên cái bàn họp báo là ông Phó Chủ tịch Tập đoàn và cũng như là bà Phó Chủ tịch Tập đoàn là bà Lê Thị Thu Thủy, cùng ba người ngồi trên cái bàn họp báo đó. Và ông Phạm Nhật Vượng đã nói rằng là chào đón quý vị đến Việt Nam với chúng tôi trong sự kiện rất là quan trọng này từ những nơi rất xa. Và ông nói rằng là Vingroup là một cái công ty rất trẻ, trong đó cũng có như là VinFast, nhưng mà chúng tôi muốn tham gia một cách mạnh mẽ vào chương trình xanh để bảo vệ toàn cầu. Và mục đích để chúng tôi họp báo ngày hôm nay đó là mong muốn là muốn trao đổi một cách thân mật, muốn lắng nghe ý kiến và giải đáp mọi vấn đề mà quý vị quan tâm. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà Andrew được lắng nghe, và sau đó họ đưa ra cái chương trình là chỉ họp báo một tiếng đồng hồ, nhưng mà thực sự là họp báo đến một tiếng rưỡi, và tất cả mọi người đến một cái sảnh chung sau đó để chụp hình lưu niệm đối với ông chủ tịch. Thưa anh. Có thể nói rằng là cái buổi hôm nay tôi nghĩ rằng là họ tập trung, như là ông Phạm Nhật Vượng nói từ ban đầu đó, là họ muốn lắng nghe hoặc là nghe những cái ý kiến cũng như là những cái lời chia sẻ từ các cơ quan truyền thông, đặc biệt là những nhà báo đã có rất nhiều kinh nghiệm đi những cái cuộc tương tự như thế này bởi các công ty khác, như là những công ty của Nhật, những công ty của Mỹ vân vân, thì ông cũng muốn lắng nghe cái điều đó. Do vậy ông phát biểu rất là ngắn và sau đó là bắt đầu ngay vào những câu hỏi của các nhà báo, các phóng viên từ nhiều nơi, từ Úc, từ Canada, từ Pháp, từ Mỹ, vân vân. Tất cả các thương hiệu truyền thông lớn đều có. Anh có thể, tôi nghĩ là chúng ta lượt từng câu hỏi mà mình ghi nhận được, rồi nghe cái sự hỏi, cái câu hỏi, câu trả lời, rồi có những cái câu hỏi, câu trả lời chúng ta có cái nhận định ở trong đó nữa, thưa anh. Mời anh với cái câu đầu tiên. Kính thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên đến từ một cái anh chàng người Mỹ. Anh ngồi hàng ghế đầu cho nên là giơ tay lên liền, và ông Phạm Nhật Vượng đã gật đầu để cho anh ta nói ý kiến. Anh ta hỏi như thế này, đó là: thưa ông, với một cái tham vọng rất là lớn tại thị trường của Hoa Kỳ, và cũng như là công ty muốn lên một cái thị trường chứng khoán công cộng, thì xin ông hãy chia sẻ một ít về cái điều đó. Mặc dù là chúng tôi biết rằng là Việt Nam trên cái trường thế giới về vấn đề kinh tế thì các bạn chưa hề được biết đến. Như vậy lý do gì đã khiến cho bạn crack cái vỏ, giống như là một cái con gà hay là một cái con chim, nó mổ cái vỏ của nó và bung ra ngoài? Điều gì đã làm cho ông đã mổ được cái vỏ đó và thoát ra ngoài? Vì Việt Nam là trước đây từng chưa bao giờ được biết đến là một cái công ty hay là một cái đất nước nói về cái công nghệ hoặc là nói về vấn đề công nghiệp nặng. Thì ông Phạm Nhật Vượng đã trả lời rằng là bằng cách là khi mà chúng tôi bước vào thị trường Mỹ thì trước đó chúng tôi đã quảng bá về cái hình ảnh của Vingroup cho rất là nhiều quốc gia khác nhau,
tại Đông Nam Á, bằng cái hình ảnh là cái chiếc xe đầu tiên mà chúng tôi sản xuất, đó là chiếc xe dòng hạng sang, và đồng thời là cũng có những chiếc xe căn bản bằng xăng. Cái một trong những cái mục tiêu của VinFast đó là chúng tôi muốn đưa ra những sản phẩm tốt nhất, và cái sản phẩm đó hoàn toàn là được dễ dàng tiếp cận đối với người tiêu thụ. Thứ hai đó là cái giá cả thì vừa thấp vừa có thể là chấp nhận được đối với nhiều người. Và cái thứ ba, mục tiêu chúng tôi là đưa ra một cái dịch vụ hậu mãi rất là tốt. Và bằng cái cách là chúng tôi muốn thuyết phục mọi người, chứ không phải là chúng tôi muốn cho mọi người tin tưởng chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn chọn cái con đường khó khăn nhất để thuyết phục mọi người. Và chúng tôi biết rằng đây không phải là điều dễ dàng. Do vậy chúng tôi biết chắc rằng đây là điều mà chúng tôi muốn làm. Đó là cái câu hỏi đầu tiên, thưa anh. Dạ, thưa anh. Tôi ghi ở đây thì có lẽ là cái phần đầu tôi gây bị lộn xộn đó, cho nên là có lẽ là anh tiếp tục với câu hỏi thứ hai đi. Dạ, câu hỏi thứ hai đến từ một cái nhà báo, ông ta hỏi cũng khá là hay. Ông ta nói rằng là tất nhiên VinFast và VinGroup đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy rằng ông là người giàu nhất Việt Nam. Như vậy thì làm sao ông đã đạt được cái điều đó, và ông có lời khuyên nào cho giới trẻ? Làm sao giới trẻ ngày hôm nay chúng tôi muốn có một cái startup, một cái điều gì đó mới mẻ thì điều gì có cần? Thì ông Phạm Nhật Vượng trả lời rất là tóm tắt trong cái câu hỏi này. Ông nói rằng hãy hết sức cố gắng, hết sức nỗ lực, có động lực đi, rồi thì các bạn sẽ có kết quả. Đó là một cái câu trả lời rất là ngắn cho cái câu hỏi khá hay của một nhà báo. Dường như là bà sau đó bà phó chủ tịch bà phó chủ tịch phải không, là cũng như là người điều hành của thị trường toàn cầu bà Thủy cũng có thêm một lời khuyên riêng nữa. Bà nói rằng là khi mà nói về cái vấn đề mà nỗ lực đó, thì nếu mà các bạn cố gắng nỗ lực trong mọi cái khả năng của mình và làm điều tốt nhất thì các bạn sẽ có kết quả và kiên trì bền bỉ. Và bà nói rằng là cái đức tính của người Việt Nam mình là kiên trì, cho nên ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh rằng là các bạn trẻ, nếu các bạn muốn có sự thành công thì trước hết hãy bắt đầu với những cái mình có, đó là trong tâm khảm của con người Việt Nam. Là ông nhận định rằng mỗi người đều có một cái tinh thần làm việc rất là chuyên cần, ngay cả đi học cũng đã là chuyên cần siêng năng rồi, và khi làm ăn cũng vậy, ra đời cần phải có cái sự chuyên cần, cần mẫn, và các bạn phải có một cái động lực lớn đủ dẫn các bạn đến trong một cái kết quả tốt. Câu hỏi tiếp theo của một anh chàng người Mỹ khác, họ nói rằng là trong cái hồi hôm qua khi mà chúng tôi thử xe thì chúng tôi cũng thấy rằng là các bạn có một cái số các điều gì đó không ổn trong cái xe của các bạn. Thì tại sao ông có thể cho biết rằng là ông có thể gọi là dời lại cái điều đó phải không ạ? Anh nhớ cái câu đó không? Nói rằng là ông làm sao ông có thể giữ được cái mốc mà đã định ra, đó là vào cuối năm 2022. Rồi nếu mà nó sẽ không sẵn sàng ra một cái tới một cái chất lượng mà như ý ông và công ty muốn, thì ông có sẵn sàng mức với giải pháp là sẽ dời lại hay không? Thì đó là câu hỏi. Đúng rồi. Câu trả lời của ông ấy. Và cái câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng cho cái câu hỏi đó, ông nói rằng là việc phát triển là không phải mới gần đây, VinGroup mới phát triển, họ VinFast mới phát triển xe. Chúng tôi đã làm việc điều này trong vòng 3 năm qua. Và cái điều rằng về căn bản đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hoàn tất được kế hoạch như chúng tôi đã đưa ra. Và ông nói rằng nếu có những cái sai sót gì đó thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để có thể là cam kết là không đưa ra thị trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ trình bày nó, present it to the market, không có bao giờ đưa nó ra khỏi cho thị trường các bạn đâu. Đó là cái câu khẳng định mà ông Phạm Nhật Vượng đã đưa ra như vậy. Và không có ai có ý kiến gì thêm hết. Thực ra cái câu đó cũng chính là cái câu mà tôi
giơ tay mà để mà muốn đặt cái câu hỏi đó là có sẽ được đưa ra thị trường, bán ở thị trường Mỹ theo đúng thời hạn hay không, với cái tình trạng hiện nay như chúng ta đã thử xe thì chúng ta đã biết đó, thì nó có những cái vấn đề liên quan tới software. Ngay chính chiếc xe mà tôi là người leo lên và anh Andrew đứng kế bên mà quay đó, thì ngay cái lúc đó thì nó cũng không có khởi động được và phải nhờ một anh kỹ thuật vô ảnh reset hoàn toàn lại. Anh Ấn Độ. Tôi ra khỏi cái ghế đó và anh ấy vào, anh ấy reset lại thì lúc đó là chạy được. Thì đó là những cái mà vấn đề kỹ thuật, và họ cũng nói rất là rõ là hiện nay chiếc xe nằm ở cái giai đoạn là production, tức là vẫn còn đang hoàn thiện mà đưa ra để mà lấy cái ý kiến của mọi người. Nhiều người không có để ý thì nói rằng là cái vấn đề này nó xe như vậy thi đấu sẵn sàng đâu, đưa ra như vậy không an toàn. Nhưng mà không phải là như vậy. Cái vấn đề là cái việc mà các công ty đưa ra xe để mà thử vào trong cái giai đoạn vẫn còn đang phát triển đó, thì nó không có xa lại vì gì đối với lại cái ngành sản xuất xe. Tôi thì lần đầu tiên tôi tham gia một cái chương trình như thế này liên quan tới xe cộ. Nhưng mà khi mà tôi trao đổi với các nhà báo mà họ đi rất nhiều những cái lần như thế này đó, họ nói chuyện đó cũng bình thường thôi. Thậm chí có những hãng xe đưa ra cái xe nó còn nằm ở cái giai đoạn còn trước cái giai đoạn này của chiếc VF8 nữa. Cho nên là rất là thường. Mời anh. Vâng. Và với cái câu hỏi đó thì đến lượt Andrew đã giơ tay lên và Andrew muốn phát biểu ý kiến của mình và câu hỏi. Andrew hỏi rằng về cái giá của cái bình hoặc là giá cho mướn cái bình điện đó, thì xin ông vui lòng cho biết rằng là ngoài cái giá của xăng là một yếu tố để quyết định cho cái giá tiền mướn của pin của xe, thì ông còn dựa vào cách tính nào khác nữa để định được cái giá mướn pin hàng tháng mà như ông đã nói ra là xe VinFast VF8 và VF9 sẽ được cho mướn pin? Thì câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng, ông nói rằng là xe VF8 cũng như những chiếc xe khác, chúng tôi đã có cái tính như thế này là ngoài cái giá xe, từ cái giá xăng đó của thị trường, thì chúng tôi cũng tính luôn cả cái chi phí của cái năng lượng mà cái xe đã sử dụng. Và trong một cái thời gian như vậy, chúng tôi sẽ so sánh với những cái xe tương đồng trong cái thị trường, và chúng tôi sẽ cộng hai cái yếu tố đó trở lại, có nghĩa là một bên đó là cái giá xăng của thị trường, và một bên đó là cái giá để mà giữ cho chiếc xe đó lưu thông trên đường phố. Cái việc tiêu hao của cái xe đó cộng với cái giá của cái xe sẽ cộng lại, và chúng tôi chia ra để tính cái giá cho cái xe tiền mướn pin. Thì khi mà Andrew nói đến cái vấn đề đó, đó thì một số người trong cái khán phòng họ cũng nhao nhao lên. Có một ông á, sau đó họ cũng hỏi về cái vấn đề mướn pin. Anh có nhớ cái đúng rồi, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà cái câu hỏi này được đặt ra một cách trực tiếp với những người lãnh đạo của VinFast, cụ thể là ông Phạm Nhật Vượng, cho nên là nó cũng là một cái thông tin mọi người rất là quan tâm. Mời anh. Dạ, khi ông Phạm Nhật Vượng nói rằng là ông không phải chỉ dựa vào cái giá xăng của thị trường, bởi vì như các bạn biết rằng cái giá xăng thì cũng lên lúc xuống, và giá xăng nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề chính trị, nó vẫn ảnh hưởng đến vấn đề là các tập đoàn cũng như là các nước OPEC họ quyết định và cần gọi là điều khiển cái giá cho thị trường. Và nếu mà cái giá xăng lên như vậy đó và lên xuống như vậy đó, nó sẽ làm cho cái thị trường mướn pin trở nên là nhốn nháo. Cho nên cái cách tính của ông Phạm Nhật Vượng là không những chỉ dựa vào giá xăng thôi, mà còn phải dựa vào cái chi phí vận hành của cái xe đó nữa. Và không những là chỉ xe VinFast VF8 hoặc là VF9, nhưng mà ông dựa vào những cái dòng xe khác ở bên ngoài thị trường. Và ông nói rằng là cái giá mà chúng tôi đưa ra phải luôn luôn bằng hoặc thấp hơn, chứ không bao giờ cao hơn, kính thưa quý vị. Và đó là cái câu trả lời rất là rõ ràng, chắc nịch của ông chủ tịch tập đoàn VinGroup cũng như là VinFast. Câu hỏi tiếp theo đến từ một anh chàng mà Andrew ghi nốt trong đây là một anh chàng Mỹ trắng.
Thì anh chàng Mỹ Trắng hỏi rằng là những cái xe khác đó trong thị trường họ đã thử qua cái hình thức là cho mướn pin rồi thưa ông. Ví dụ như là hãng Lucid và hãng Tesla họ đã từng mướn cho tính đến cái vấn đề cho mướn rồi, nhưng mà họ đã hủy cái chương trình đó. Tại sao ông lại cho mướn pin? Bởi vì những cái tên đại gia đó thì họ đã tính và họ thấy rằng nó không có lời. Tại sao ông nghĩ về điều đó và quyết định rằng sẽ cho mướn? Và cái câu trả lời của ông đó là người khách hàng đó họ sẽ thấy cái mục đích của chúng tôi là rất là thích hợp cho họ. Bởi vì cái chương trình mà cho mướn pin này nó rất là rủi ro, kính thưa quý vị. Ông Phạm Nhật Vượng nói, ông nói rằng là không có một cái nhà sản xuất nào họ muốn tự nhiên nhận lấy cái rủi ro này cho chính mình. Bởi vì những cái nhà sản xuất xe hơi khác, khi họ nhận thức ra được cái vấn đề rủi ro đó thì họ thay đổi, họ không muốn chấp nhận cái sự rủi ro đó. Nhưng mà ông Phạm Nhật Vượng một lần nữa đã trả lời một cách rất là rõ ràng ngày hôm nay. Đây là thông tin rất là quan trọng, xin quý vị lắng nghe. Ông nói rằng là trong thời gian từ 1 đến 3 năm đầu, có nghĩa là năm nay là năm 2022, thì 3 năm tới là năm 2022, 23, 24, thì cái xe VinFast VF8 và VF9 sẽ có cái chương trình cho mướn. Nhưng kể từ năm thứ tư trở lên là năm 2025 á, thì sẽ có hai sự lựa chọn. Một bên á, là các bạn sẽ có chương trình cho mướn pin, và một bên là các bạn có thể mua đứt luôn cục pin. Và đó là một thông tin mà đối với Andrew đó là một thông tin hoàn toàn mới. Và có thể nói rằng là trở nên một cái tin groundbreaking news hoàn toàn mới mẻ ngày hôm nay. Và quý vị là những người nghe đầu tiên cái họp báo và cái câu trả lời chính thức từ ông Phạm Nhật Vượng là chủ tịch của tập đoàn Vingroup. Thưa anh có thể giải thích hoặc là nhận định thêm về cái quyết định. Tôi thì tôi nghĩ đúng như anh nói, đó là cái điều mà mọi người vừa nghe anh Andrew nói, đó là cái lần đầu tiên mọi người được nghe. Tại vì thực ra nói là cái cuộc họp báo, cái cuộc gặp gỡ nó đã diễn ra cách đây mấy tiếng đồng hồ sáng nay. Nhưng mà theo tôi ghi nhận thì không có ai quay phim, quay hình trừ công ty quay để mà giữ làm tư liệu. Thì còn lại thì các nhà báo ghi nhận thì tôi biết rằng là cho tới bây giờ họ cũng chưa có ra bài nào cả về cái vấn đề đó. Cho nên cái thông tin mặc dù đã mấy tiếng nhưng mà anh Andrew vừa mới chia sẻ cái điều mà có thể nói là breaking news liên quan tới cái vấn đề mướn pin hoặc là có thể mua pin vào trong cái thời gian tới. Dạ vâng. Cái đó cũng rất là tốt để mọi người có thể có thêm lựa chọn. Ai muốn lựa chọn mua pin, mua cục pin một lần một để không cần phải lo lắng trong tương lai về cái vấn đề trả tiền hàng tháng thì lựa chọn được đó. Rồi ai muốn rằng là bảo đảm không có lo về cái vấn đề cục pin nó bị vấn đề gì rồi mình phải tốn nhiều tiền thì vẫn theo cái chương trình lease nó giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn. Thưa anh, đối với Andrew thì cái việc mà khách hàng vẫn còn một chút do dự nào đó trong vấn đề là đặt mua xe VF8 hoặc là VF9 dựa trên cơ sở là cục pin phải tính tiền là mỗi tháng phải trả tiền mướn pin, Andrew nghĩ rằng đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Bởi vì các bạn khi mà các bạn mua một cái xe mà không biết trước được giá mướn pin như thế nào thì sẽ dẫn các bạn đến một cái tình huống gọi là thôi tôi đợi. Tôi sẽ đợi để khi mà tôi biết được là cái giá pin nó như thế nào và cái giá mướn như thế nào, tôi sẽ làm homework cho nó kỹ rồi tôi mới quyết định là mua xe hay là không. Điều đó hoàn toàn là dễ hiểu, kính thưa quý vị. Tuy nhiên theo một cái người kinh nghiệm mà Andrew phỏng vấn đó và một số người đã sử dụng Tesla thì họ nói rằng cái bình mà để mua luôn á là một cái giá khoảng tầm 20.000 đô la mà chưa cộng thuế. Và nếu quý vị lấy cái giá 20.000 đô la đi, giả sử như là VF8 hoặc là VF9 nó bán cái bình 20.000 đô la, chia cho 10 năm warranty, đúng không ạ? Và 125.000 mai, thì các bạn lấy 20.000 đô chia cho 10 năm, chia cho 12 tháng thì các bạn sẽ biết được cái giá là mướn pin nó như thế nào. Nếu trong trường hợp 10 năm đó mà cái pin nó hư
thì các bạn phải bỏ tiền ra mua cái pin khác cho 20.000 đô cộng thuế. Còn nếu các bạn tự tính ra là thấy rằng cái từ miếng pin đó mỗi tháng nó khoảng 70-80.000 đô, xin lỗi, 70-80 đồng, thì các bạn tự tính và tự suy diễn được cái chất lượng pin. Trong cái phần mà video mà chúng tôi review cả cái xưởng làm pin đó, thì cái anh chàng Ấn Độ đã cho chúng tôi biết rằng là hiện bây giờ trong cái giai đoạn này họ đang có ba cái chương trình. Thứ nhất là trong giai đoạn này thì họ đang mua pin của Samsung, những cái loại pin nhỏ. Sau đó là họ đang xây dựng cái nhà máy pin ở Hà Tĩnh, và tiến đến là họ sẽ sản xuất pin ở Việt Nam và xuất qua Mỹ. Như vậy thì đó là một cái tình huống dự án đưa ra là họ sẽ sản xuất pin luôn. Thì Andrew mong rằng là nếu mà VinFast sản xuất được pin thì cái giá pin nó cũng sẽ rất là rẻ. Bởi vì so với cái những cái chi tiết và giá cả về pin mà Tesla họ làm á, thì hồi trước Tesla làm xe bắt đầu ra lần đầu tiên xe rất là mắc. Nhưng mà từ từ chúng ta thấy là cái giá pin nó bắt đầu rẻ dần. Và có những tin đồn mà Phố Bên Xe TV trước đây cũng đã từng đưa tin cho các bạn là sẽ có những cái loại xe Tesla mà giá chỉ trong tầm khoảng là 5-10.000 đô. Thì tôi không biết là cái tin đó thực hư như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là càng ngày nếu càng nhiều người mua, càng nhiều người nguồn sử dụng và càng có nhiều người sản xuất thì pin chắc chắn nó sẽ rẻ hơn. Đó là lý do tại sao mà có rất là nhiều người họ lắng nghe cái cuộc họp báo ngày hôm nay và đang thu nhận lấy những thông tin rất là quý giá. Còn về mặt gọi là pin á, còn một tình huống nữa mà cái hôm mà chúng ta đi vào nhà máy thì được một sau khi mà anh kỹ sư Ấn Độ nói đó, thì có một người bổ sung nữa, đó là cái việc mà thay vì chỉ có sản xuất pin VF8 và VF9 ở cái nhà máy ở Hải Phòng rồi xuất qua Mỹ để mà lắp vào cái xe đã sẽ lắp ráp ở cái nhà máy ở North Carolina đó, thì họ nói là cái hướng tương lai là họ cũng sẽ xây những cái nhà máy gọi là locally ngay tại những cái nơi mà họ sản xuất xe, để mà sản xuất xe rồi sản xuất pin ngay tại cái nơi đó luôn. Đó là cũng là một cái tình huống họ nghĩ tới trong tương lai đó thưa anh. Vâng, đó là rất hay một chút xíu về cái thông tin cho các bạn. Và nếu mà có dịp chúng ta sẽ quay trở lại. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi rất là hay luôn, Andrew bảo đảm với quý vị. Và câu hỏi đó đến từ không ai khác hơn, đó là chính giám đốc Vũ Hoàng Lân. Vũ Hoàng Lân đã đứng lên và khẳng định như thế này các bạn. Tôi xin trình bày nha. Tại vì nếu mà anh trình bày câu hỏi của anh thì nó cũng nó không có sống động bằng tôi trình bày đâu. Anh Lân cứ trình bày, nếu mà tôi thấy thiếu thì tôi bổ sung. Anh Lân đó quý vị, đứng lên và nói là thưa ông chủ tịch, tôi nghe rất là nhiều dư luận trong cộng đồng rằng là ông và công ty VinFast nhập rất là nhiều linh kiện và chỉ thuần túy là lắp ráp mà thôi. Tuy nhiên, điều tôi thấy trước mắt tôi khi tham quan cái nhà máy là hoàn toàn khác. Tôi có hỏi chính ông giám đốc sản xuất của nhà máy và ông ấy nói rằng không có thời gian để mà thực hiện cái việc là cho các quý khách để tham quan cái khu sản xuất cái motor điện. Tôi xin vậy thì ngay giờ phút này tôi xin đặt vấn đề với ông. Đối với ví dụ như là xe VinFast VF8, xin ông cho biết là bao nhiêu phần trăm là xe được sản xuất và bao nhiêu phần trăm của cái motor đó là do các ông nhập linh kiện. Và ông có thể nói gì, câu cái phần 2 của câu hỏi, cho cộng đồng người Việt hải ngoại về những dư luận như trên khi họ chưa thật sự tin tưởng vào công ty VinFast. Yeah. Đúng không ạ? Gần đủ hết, tôi xin bổ sung một tí. Đó là trước khi mà tôi đặt cái câu hỏi đó ra thì tôi cũng có nói rằng là Phobosa TV, tôi đặt câu hỏi tới hôm nay thì có lẽ mà mọi người không hiểu vì sao mỗi lần tôi đi họp báo thì tất cả các cơ quan truyền thông mà khi mà họ đặt câu hỏi đó thì họ thường cho biết rằng câu hỏi đến từ cái cơ quan truyền thông nào. Lần này thì có lẽ là biết rằng vội hay là như thế nào đó, họ không nói rõ như vậy. Cho nên nãy giờ mọi người mới thấy là anh Andrew cứ nói là cái anh Mỹ trắng này, anh Mỹ trắng kia nói. Trên bài rất là trung thực. Tại vì họ không có identify, họ không có tự xác nhận họ là ai. Tôi thì tôi nói rõ, cái câu hỏi này là đến từ Phố Bosa TV ở quận Cam, California. Và có lẽ đây là cái cơ quan truyền thông tiếng Việt duy nhất ở hải ngoại có mặt ở đây. Do vậy tôi sẽ đặt cái câu hỏi bằng tiếng Việt và tôi nhờ cô
thông dịch viên vốn rất là làm việc rất là xuất sắc cái ngày hôm đó, dịch ra bằng tiếng Anh cho mọi người. Thì và tôi cũng có nói rất là rõ là cảm ơn cái công ty đã có cái tạo cái điều kiện cho mọi người để mà tham gia cái chương trình như này. Thì tôi đặt câu hỏi thì cũng gần như là anh Andrew nói là rất là đúng đó, tức là từ cái dư luận là việc nhập từ công ty chỉ nhập từ nước ngoài mà công ty chỉ lắp ráp, nhưng mà chúng tôi đã có dịp vào cái nhà máy để xem các cái dây chuyền sản xuất thì thấy rất là hiện đại. Tuy nhiên là chúng tôi đã không được xem cái phân xưởng, gọi là phân xưởng sản xuất, nó gọi là gì, cái engine sản xuất máy, sản xuất motor đó. Thì ông giám đốc của phân xưởng cho biết rằng là họ không có đủ thời giờ để biết rằng không có đủ thời giờ để mà cho mọi người tham quan, cho nên là không có. Rồi như vậy thì ông có thể cho biết cái chuyện đó như thế nào, bao nhiêu phần trăm là tự sản xuất, bao nhiêu phần trăm là lắp ráp, hoặc là bao nhiêu phần trăm là nhập vào. Và cuối cùng là tôi cũng muốn có một cái thông điệp trực tiếp giữa ông chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, đối với lại những người Việt ở hải ngoại một cách trực tiếp, rằng ông có điều gì chia sẻ với họ, đặc biệt là đối với những người mà chưa tin tưởng vào cái sản phẩm của công ty. Anh có thể nói tới cái phần mà ông ấy trả lời. Câu trả lời. Tôi sẽ xem tiếp. Bây giờ các bạn muốn nghe câu trả lời không? Các bạn lấy một ly cà phê ha, hoặc là một ly trà chanh, ngồi xuống rồi bắt đầu mình lắng nghe nha, để mà mình có thể suy nghĩ thêm về những gì mà ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp sẽ trình bày và Andrew nói cho các bạn nghe. Ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi nghe câu hỏi của anh Lân thì ông im lặng một chút, sau đó ông lại cất tiếng lên mà nói rằng thông tin trên thị trường đó thì có nhiều luồng khác nhau. Có thể là do những người đưa thông tin họ chưa có thông tin chính xác, hoặc là họ có một cái ý niệm nào đó, ý đồ nào đó mà tôi không biết. Phần tôi thì tôi phải nỗ lực hết mình. Về việc thăm cái nhà máy đó, quý vị đã rõ là chúng tôi không phải chỉ là một cái đơn vị lắp ráp. Chúng tôi đã nội địa hóa được 60% và mục tiêu của chúng tôi là 75%. Bất cứ một cái nhà máy sản xuất nào đó đều cũng phải nhập một ít nguyên liệu hoặc là một ít các phụ tùng thêm vào. 100% là một vấn đề không hề có và không thể có được. Ông nói rằng một số các nhà sản xuất đó thì không ai làm chuyện đó cả. Việc nhập linh kiện ở những cái nước khác hoặc là những cái nước có công nghệ cao á là một chuyện bình thường. Đó là cái phần trả lời của ông Phạm Nhật Vượng cho câu hỏi phải nói là khá rõ ràng. Và Andrew cũng cảm thấy rằng là cái câu hỏi này anh Lân đặt ra đó, một số cái quý vị khán thính giả nói rằng hỏi câu ai cũng biết. Kính thưa quý vị, không phải là ai cũng biết đâu. Nhiều khi á, chúng ta nghe cái ông sản xuất pin ông nói là một điều, nhưng mà cái ông chủ tịch của tập đoàn khẳng định lại cái điều đó thì nó cũng vẫn là giá trị hơn cho các bạn. Và chúng tôi đã ngồi xuống lắng nghe và viết lại, quý vị biết cả hai người đều 10 trang giấy để mà trình bày cho quý vị. Và cái buổi họp báo này, khi những thông tin mà anh em chúng tôi thu nhập được, đây là những thông tin rất là quý báu, và quý khán thính giả của Phố Bình Sa, quý vị là người đầu tiên được lắng nghe những thông tin này. Ông có nói cái con số rất là rõ ràng là hiện nay theo đánh giá là họ đã tự cái phần mà tự là làm đó là 60% và phấn đấu để mà đạt tới 70-75% trong thời gian tới. Tôi còn nhớ cái con số đó, 60% đó cũng chính là cái câu mà trả lời của ông giám đốc phân xưởng thì phải. Cho nên nó có cái tính rất là đồng nhất trong cái chuyện đó. Phần câu hỏi thứ hai có lẽ anh Andrew quên trình bày. Chưa, tôi muốn cho anh bàn. Sau đó chúng ta sẽ đi qua cái phần câu hỏi thứ hai, là cái câu hỏi nhắn nhủ, lời nhắn nhủ. Anh Lân hỏi là ông có thể nhắn một lời nào đó cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Thì ông nói như thế này. Ông nói rằng các bạn hãy mua đi và hãy tin tưởng.
mới thấy rằng xe VinFast của chúng tôi là tuyệt vời. Rất là ngắn gọn. Dạ. Yeah. Thì tôi xin nói một cách hơi rõ hơn một chút xíu. Là câu hỏi rằng là ông có điều gì nhắn gửi với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, và nhất là đối với những người mà chưa tin tưởng vào cái chất lượng của sản phẩm của ông, của công ty. Thì ông nói theo thứ tự nhé, là đối với những người mà chưa tin đó, thì hãy tin tưởng, hãy mua đi, rồi sẽ thấy nó tuyệt vời như thế nào. Đó là cái câu trả lời hết sức là ngắn gọn đối với lại cái câu đó của tôi. Một cái câu hỏi tiếp theo, tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng cũng như là câu hỏi của anh cũng rất là hay và rất rõ ràng cho quý khán giả. Chúng ta có thể bàn thêm hoặc là nhận định thêm về cái vấn đề đó trong phần sau. Câu hỏi tiếp theo đó là ông Phạm Nhật Vượng là người đã thành công ở nước ngoài, có thời gian ông thành công ở nước ngoài và ông đã bán cái công ty mì của ông ở Ukraine. Sau đó ông về Việt Nam và ông đã đầu tư vào công ty ở Việt Nam để phát triển. Xin ông cho biết và chia sẻ được làm sao ông có thể giúp cho một đất nước Việt Nam công nghiệp hóa phát triển, và làm sao ông đã có cái kế hoạch như thế nào để mà đưa Việt Nam lên trình thế giới hoặc là trường thế giới. Thì cái câu trả lời của ông đó là với cái thế giới ngày hôm nay đó, vấn đề công nghệ, công nghiệp phát triển, và với cái quan hệ quốc tế mở, tôi thấy là không có vấn đề gì về việc là đưa Việt Nam làm những việc tốt cho thế giới. Bởi vì ông nói rằng là nếu Việt Nam chưa từng được biết đến trên thế giới là một đất nước có thể làm được những việc lớn, thì ngày hôm nay với cái vấn đề là công nghiệp và công nghệ phát triển và cái mối quan hệ mở rộng trên toàn cầu, thì Việt Nam hoàn toàn là rất dễ dàng để có thể làm những việc tốt và góp phần của mình trong một cái thế giới đang mở. Ông nói rằng ông không thấy có một cái vấn đề gì để mà gọi là có một cái công ty như Việt Nam sản xuất gọi là một cái sản phẩm ô tô tốt. Mà anh tiếp tục ạ. Và ông nói rằng trong cái việc mà phát triển tốt như thế này đó, thì Việt Nam có thể đưa ra những cái mặt mạnh của họ. Thứ nhất là về xe, thì họ có một cái thiết kế phải nói là rất là tốt, và họ có một cái đội ngũ thiết kế rất là tốt trên toàn thế giới. Họ sử dụng những người phải nói là có kinh nghiệm. Họ cũng thiết kế những cái mô phỏng và đưa ra những cái thử nghiệm trực tiếp. Rồi ông cũng nói đến vấn đề là nghiên cứu và phát triển, cũng như là công ty điều hành về chất lượng. Những cái nhóm hỗ trợ như vậy đó thì sẽ đưa đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm phải nói là rất là đặc biệt, cũng như là xuất chúng từ Việt Nam. Thứ hai, ông nói rằng để mà đưa cho Việt Nam vào một cái trình thế giới thì chúng tôi cũng nhấn mạnh đến vấn đề cung ứng. Khi mà cung ứng thì chúng tôi phải có một cái chiến lược cung ứng với những nhà cung cấp đồ khan hiếm và kỹ thuật cao. Đối với một số các công ty mà chúng tôi không thể nội địa hóa cho cái việc phát triển của mình, thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi mời họ về Việt Nam và mở những cái hãng sản xuất tại Việt Nam. Sau đó qua cái chương trình của Vinhome cũng như là Restate của Việt Nam, chúng tôi xây dựng nhà xưởng và cho họ thuê lại với một cái giá rất là ưu đãi, để họ có thể sản xuất phụ tùng những cái chuỗi cung ứng mà họ có thể cung cấp phụ kiện cho VinFast. Và ông nói rằng là để đưa Việt Nam lên toàn thế giới, chúng ta phải chú ý đến vấn đề sản xuất. Công suất của công ty ngày hôm nay đó là chúng tôi đang đưa lên cái công suất là 250.000 chiếc xe mỗi năm mà năm 2023. Nhưng mà chúng tôi sẽ hướng đến con số là 50 những 2 năm đến để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường ở Mỹ. Và trong 3 năm qua khi sản xuất ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề than phiền gì cả. Và đây là ở chỗ mà Andrew muốn trình bày trước, sau đó chúng ta sẽ bàn luận.
Ông nói rằng trong 3 năm qua khi chúng tôi sản xuất xe ở Việt Nam, chúng tôi không hề có một vấn đề phàn nàn gì về chất lượng của xe cả. Và chúng tôi đã có sự xác chuẩn của các tổ chức quốc tế về chất lượng của việc của xe VinFast, cho nên chúng tôi không hề có một phàn nàn gì cả. Và đó là cái sự trả lời của ông. Và cái điều thứ tư, để muốn đưa Việt Nam vào trường thế giới thì chúng tôi phải tự quảng bá hình ảnh của mình. Thứ nhất là chúng tôi phải thuyết phục từng khách hàng. Thứ hai là chúng tôi phải thuyết phục từng nhóm khách hàng. Thứ ba là chúng tôi phải không có đi vào những cái lối mòn là những việc hoạt động của những cái hãng khác, mà chúng tôi phải tự vạch đường cho mình đi. Và chắc chắn là đối với người Việt Nam chúng tôi, người nước ngoài sẽ tin tưởng, bởi vì người Việt Nam có những tố chất thành công, đó là kiên trì, bền bỉ, sáng tạo. Và đây là những cái yếu tố mà giúp chúng tôi phát triển để đưa Việt Nam vào trường thế giới. Tốt lắm. Xin mời anh. Anh chia sẻ những cái điều đó, tôi nghĩ rằng là gần như tất cả những cái điều, bốn cái điều và ông trả lời, có thể nói là đây là một trong những câu hỏi mà ông trả lời khá là dài, khá là chi tiết, chia ra bốn phần như vậy. Tôi cũng muốn trước khi mà chúng ta nói với cái phần mà có phàn nàn về chất lượng hay không đó, thì cái phần số 2 đó thì tôi cũng có cái sự chú ý, đó là ông nói rằng là về cái vấn đề mà cung ứng đó. Cái vấn đề cung ứng thì thật ra là ông nói đó là có tiền thì có thể mua được linh kiện. Tuy nhiên là công ty cũng đang cái trong cái tiến trình là nội địa hóa những cái linh kiện từ Việt Nam. Một trong những cái cách mà để mà nội địa hóa là bằng cách là mời các nhà sản xuất ở trên thế giới tới Việt Nam để mở phân xưởng để mà sản xuất các linh kiện đó. Và ông cũng có nhắc tới rằng là nhờ cái hệ sinh thái của VinGroup, cho nên cái việc mà mời gọi các nhà sản xuất tới Việt Nam để mà đặt nhà máy đó, thì nó cũng sẽ có lợi thế hơn khi mà họ có thể gọi là dùng cái cơ sở của họ để mà cho người ta hỗ trợ cho người ta về vấn đề mà xây hãng xưởng vân vân, hoặc là có những cái incentive, có những cái khuyến mãi những cái mà hỗ trợ rất là tốt cho những nhà sản xuất muốn tới Việt Nam để đặt xưởng sản xuất và linh kiện. Tôi thấy anh cũng nhấn mạnh về cái vấn đề mà khi ông nói tới cái việc là hiện nay thì Việt Nam sản xuất cái công ty đang sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm. Hay là đang không biết là cái vấn đề đó là hiện nay đang sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm, hay là cái mục tiêu hiện nay. Dạ, hiện nay là đưa ra 250.000 chiếc, và trong thời gian tới thì là 950.000 chiếc. Cái đó cũng là một cái mục tiêu có thể nói là hết sức là aggressive đó, rất hết sức là nó khỏi gọi là chữ gì nhỉ? Vũ bão. Aggressive là vũ bão đó, là tham vọng đó, đầy tham vọng đó. Đầy tham vọng. Hình như là Tesla hiện nay với những cái nhà máy của họ, họ cũng đang ở cái con số khoảng chừng 1 triệu chiếc xe mỗi năm. Còn một cái chi tiết nữa. Và ông nói rằng là vì cái lý do mà muốn đẩy thêm thành 950.000 chiếc đó, thì nó cũng một trong những cái vấn đề là đó là cái lý do mà công ty muốn mở nhà máy ngoài cái nhà máy Hải Phòng, thì muốn mở nhà máy ở Mỹ nữa, như chúng ta đã nghe tin tức trong mấy ngày qua. Ông tin tưởng rằng là chất lượng của công ty là của xe đó là chất lượng tốt và đã không bị phàn nàn trong suốt thời gian qua. Không bị phàn nàn trong suốt thời gian qua thì cái điều đó có thể là, không biết ông nói theo cách là như vậy là nó ở cái góc độ như thế nào. Nhìn ở trên mạng xã hội, nhìn trên dư luận thì khá nhiều cái sự phàn nàn, bên cạnh những cái rất là nhiều những cái sự ủng hộ thì chúng ta ghi nhận được có những sự phàn nàn. Thí dụ một cách cụ thể là một YouTuber đã làm một cái vụ mà sau này nhiều người nói tới là
nói một cách gọi là có thể nói là không công bằng lắm cho công ty, nhưng mà nói rằng là đừng có phàn nàn là sẽ bị công an bắt vân vân. Thì theo anh nghĩ là tại sao ông có thể tuyên bố một cái câu rằng là công ty trong suốt thời gian qua không có sự phàn nàn về chất lượng? Đối với những cái gì mà ông vừa chia sẻ trong cái báo cáo mà anh em mình vừa trình bày đó, thì Andrew cũng không nghĩ rằng là cái việc than phiền mà ông nói ở đây á là một cách chung chung, nhưng mà ông nói rất là cụ thể là không có một sự than phiền gì cả về chất lượng của xe VinFast trong thời gian vừa qua, trong suốt 3 năm qua. Thì cái đó là cái điều mà Andrew chỉ trình bày cho quý vị. Còn vấn đề chính xác, xác thực và thông tin đó như thế nào thì có lẽ là quý vị là những người trọng tài thông tin chính xác hơn. Tuy nhiên Andrew cũng chỉ có một cách lý lẽ để có thể giải thích về cái câu nói này. Andrew không hề binh biện cho ai cả hoặc là bao bọc. Nhưng mà Andrew nghĩ rằng là có thể là cái vấn đề của cái anh chàng YouTuber hoặc là cái anh chàng gì đó mua cái chiếc xe mà đã trình bày rằng cái cửa đóng không chặt, rồi xe rất là ồn ào, rồi xe bị thế này thì thế kia, bao nhiêu lần vào trong VinFast garage để sửa nhưng mà bị khất hẹn, rồi làm đủ trò hết, bực bội quá ra cho nên anh chàng mới lên YouTube để trình bày. Thì đó là hơn cả là than phiền, thưa anh. Đối với Andrew đó là một cái sự sỉ nhục, mà thậm chí á, sỉ nhục đến cái mức mà công an phải bước vào làm việc. Và cái việc đó thì Andrew không biết là bên VinFast đã giải quyết như thế nào, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn không thấy vấn đề đó giải quyết. Và cũng như là trong lần tương tác vừa rồi thì chúng ta cũng có nói rằng là mời anh ta lên để nói chuyện trên đài Phố Xe TV nếu có thể và nếu có cần. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái việc đó thì cho đến ngày hôm nay cũng đã có thể là được giải quyết rồi hay như thế nào. Thì thông tin ngày hôm nay, kể từ ngày hôm nay trở đi, thì chúng ta vẫn mong rằng là những cái sự góp ý của các bạn, bởi vì trước khi mà cái cuộc họp báo đó thì ông Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã nói rằng là ông sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng nghe sự góp ý, sẵn sàng tiếp thu tất cả những cái ý kiến đóng góp. Cho nên là tôi không biết rằng là ý của ông Vượng trả lời trong cái cuộc họp báo kỳ này đó là việc đó đã giải quyết ổn thỏa rồi hay là việc đó cấp dưới đã làm xong rồi thì chúng ta không hề biết được. Nhưng mà anh em chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị là cái câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng là như vậy. Và về cái vấn đề mà cái con số 250.000 cho đến cái mục tiêu tiếp theo là 950.000 thì Andrew thấy một cái điều gì đó lóe sáng ở đây. Là lúc đầu thì VinFast nói rằng chúng tôi sẽ sản xuất 150.000. Sau đó vì vấn đề gì đó không biết, họ rút lại và họ nói rằng chúng tôi sẽ sản xuất được khoảng cỡ tầm 60-70.000 chiếc xe. Rồi bây giờ cái con số đưa ra là 250.000. Và với cái sự IPO cũng như là mở và ký hợp đồng với cái cơ sở mới tại North Carolina thì cái con số bây giờ đẩy lên 950.000. Và Andrew nghe, khi mà Andrew nghe cái con số 950.000 thì Andrew giật mình. Nói ủa sao trùng hợp vậy? Sao giống với cái con số mà Tesla vừa công bố là họ đã bán được năm ngoái vậy? Cho nên có thể rằng là đây là cái con số mà ông vừa muốn đưa ra để nhắm đến rằng ông sẽ trực tiếp đối đầu hoặc là cạnh tranh thẳng tay đối với Tesla, thưa anh. Anh có nghĩ như vậy không? Không biết là trùng hợp hay không trùng hợp thì cái đó mình khó mà nói được. Nhưng mà một khi anh đã đem hai công ty ra anh so sánh và có sự trùng hợp đó thì thêm một sự trùng hợp nữa nếu mà mọi người để ý. Cái ngày 7 Tây tháng 4 vừa qua là cái ngày mà nằm trong cái loạt mấy ngày mà công ty VinFast đã mời các cơ quan truyền thông quốc tế tới để mà tham quan trong cái tour gọi là VinGroup hay là VinFast Elite, VinGroup Elite Việt Nam Tour 2022, vừa giới thiệu về xe VinFast, vừa mời gọi các cơ quan truyền thông quốc tế tham gia để mà thử chất lượng xe, rồi cũng giới thiệu luôn cả một cái hệ sinh thái với rất là nhiều những cái công ty khác nhau mà chúng tôi đã có dịp làm đưa tin trong mấy ngày qua. Thì cũng trong thời gian đó, công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã có một cái buổi tiệc, có thể nói là buổi tiệc siêu tiệc, tôi gọi là siêu tiệc tại vì nó là một cái buổi tiệc mà có số lượng là 15.000 người ở Texas để mà gọi là mừng ngày gọi là khai trương cái nhà máy gọi là Giga Texas.
tôi tất nhiên là đang ở đây cho nên là không có tham gia được, mà cũng không có tới gần được. Nhưng mà qua những cái thông tin, những cái video từ công ty Tesla đăng tải thì chúng ta thấy cái ngày hôm đó hết sức là đồ sộ. Rất nhiều fan, fan trẻ có, fan lớn tuổi có, cuồng nhiệt với cái sự xuất hiện của ông Elon Musk với tôi nhớ không lầm là đeo nón cao bồi với đi boot lên nói chuyện. Mà trước đó thì có một cái màn trình diễn rất là ấn tượng, mà rất là nhiều ngàn chiếc drone với ánh đèn bay theo các cái đội hình lập trình sẵn ở trên cái bầu trời tối ở trên khu vực của nhà máy Giga ở Texas. Có thể nói là một cái chương trình rất là lớn. Đó cũng là một cái sự trùng hợp nào đó, tôi không biết là hai phía, hay là tối thiểu là phía công ty VinFast có những cái thông tin tình báo gì khi mà biết phía bên kia tổ chức rồi cũng tổ chức trường hợp hay không, cái đó chúng ta chỉ có đoán thôi. Thành ra là đó là những cái sự trùng hợp. Thưa anh, ngoài cái việc mà anh nói là trùng hợp về cái con số dự định sản xuất đó. Dạ vâng. Andrew muốn cắt ngang cái vấn đề này để thông báo cho quý vị biết rằng là Andrew vừa nhận thông tin của ban tổ chức về cái giải góp ngày hôm nay. Anh có muốn Andrew thông báo? Có lẽ anh nên chia sẻ một tí. Anh thì cùng với nhiều người tham gia cái giải góp. Còn sáng nay tôi không phải là dân chơi góp, thành ra không tham gia. Anh chia sẻ với mọi người, hy vọng là có những cái tin vui khi mà anh tham gia. Vâng, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Andrew rất là háo hức tham gia. Đây là một cái giải góp đầu tiên mà Andrew đánh ở Việt Nam. Và Andrew muốn đọc cho quý vị biết là em rất là hạnh phúc báo tin cho anh rằng anh là nhà vô địch. Đó là điều mà Andrew rất là happy để thông báo cho quý vị biết. Andrew đã thay mặt cho Phố Bonsa TV cũng như là quý khán thính giả của Phố Bonsa TV đi tham gia giải golf tại Vinpearl Nha Trang. Và lần đầu tiên đi, lần đầu tiên rinh về giải vô địch luôn các bạn. Giải vô địch. Vô địch giải golf. Chúc mừng anh, không có ly rượu ở đây thôi, mình cũng là bằng chai nước. Dạ, như vậy thì Andrew cũng rất là vui, bởi vì các bạn biết sao không? Nỗ lực rất là nhiều các bạn. Nỗ lực phải nói là rất 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 nhiều luôn. Và sân golf đánh rất là khó. Nhưng mà cũng thật là may mắn cho mình là lần đầu tiên tham gia giải và rinh về chức vô địch. Tôi nghĩ rằng đây là một kỷ niệm rất là khó quên. Do vậy đi nữa thì bây giờ đang ngồi livestream với các bạn, Andrew không thể xuống dưới đó để nhận giải được. Cho nên là đành phải lỡ hẹn với ban tổ chức, xin lỗi ban tổ chức rất là nhiều. Bành vậy thôi, bởi vì mình không có thể nào cùng một lúc để thỏa mãn hai nhu cầu quá quan trọng. Và Andrew chọn các bạn là các bạn biết là như thế nào rồi nha. Bỏ cái phần mà xuống nhận giải thưởng trước mặt bàn dân thiên hạ, kể cả trước Hồ mặt Ngọc Hà và ca sĩ Tiên. Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên, mất đi cơ hội gọi là để mà là PR là, cho chính mình hả? PR cũng như là impress mọi người vân vân. Đó là mọi người có thể thấy là cái nỗ lực của chúng tôi dành cho khán giả của Phố Bonsa TV là như vậy. Tôi còn biết rằng là có ông Lê Chiêu là chủ nhân của Lee Sandwich cũng tham gia cái giải sáng nay. Dạ đúng rồi, anh Lê Chiêu cũng như anh Trần Mạnh Cường, một số các nhà golfer nói chung là cũng khá là giỏi. Nhưng mà tại vì mình cũng may mắn, cũng chẳng biết sao. Mà cũng còn nhiều người không phải là Việt Nam tham gia đúng không? Sáng hôm nay thì có khoảng 30 người tham gia, trong đó có hình như là 1 hay 2 golfer nữ. Và ngoài ra thì các nhà báo của nước ngoài có tham gia. Và cũng có những anh chàng YouTuber cũng đánh, cũng nói chung là cũng khá là hay. Mà không biết tại sao bữa nay mình lại trúng giải. Cho nên cái hệ thống chấm điểm thì dựa vào giải là nếu mà bạn đánh mỗi lỗ mà mỗi lỗ par đó thì bạn sẽ được 3 điểm. Mỗi lỗ mà bạn đánh bogey là một gậy hơn par đó thì được 2 điểm. Và nếu mà đánh triple thì bạn chỉ được 1 điểm. Và tổng cộng số điểm lại thì Andrew được là 35 hay 39 gì đó. Là có nghĩa là mình được nhiều điểm bonus nhất. Cho nên cuối cùng mình thắng giải vô địch. Đó là một cái điều side track để cập nhật cho quý vị. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái câu hỏi khá là hay của một anh chàng, nói chung là cũng không biết ảnh là ai cả. Và anh hỏi như thế này, đó là
Như ông đã biết rằng là hãng xe Kia và Hyundai, họ đã có 20 đến 30 năm trong thị trường và họ trở nên là một trong những cái nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng trên toàn cầu. Và đối với ông á, thì ông lại là người có một cái ý kiến khác, ông một cái ông thâm nhập vào thị trường một cái ý kiến hoàn toàn khác, cũng như là một cái cách tiếp cận khác. Như vậy thì mục tiêu của ông là gì? Và ông muốn thấy rằng trong 5 năm tới, ông sẽ đưa ra những cái mục tiêu gì cho Vingroup cũng như là VinFast ở Việt Nam hay là thị trường của Mỹ, hoặc là thậm chí là vấn đề là IPO, có nghĩa là đưa ra thị trường chứng khoán ở thị trường Mỹ. Đúng rồi. Và đằng sau lưng thì chúng ta nghe lụp bụp tiếng pháo hoa của sân khấu nữa. Sân khấu đang kêu gọi Andrew xuống để mà nhận giải. Nhưng mà Andrew nói thiệt các bạn ơi, nhiều người nói là trời ơi sao anh không lên nhận giải thế này thế kia. Sorry anh, tiếc quá anh không lên được. So happy for you. Đủ thứ hết, nhưng mà Andrew ngồi đây thì không có thể nào đi được nha. Về cái phần trả lời của ông Phạm Nhật Vượng cho cái câu đó, tôi cũng có ghi xuống ở đây thì để tôi lượt qua, nếu mà có thiếu thì anh bổ sung giùm nha. Để trả lời cho cái câu mà đó thì ông nói rằng là mục tiêu của công ty VinFast là muốn trở thành một cái hãng sản xuất xe điện thông minh hàng đầu thế giới. Đó là mục tiêu và họ quyết liệt thực hiện những cái mục tiêu đó. Cái kế hoạch 5 năm thì ông nói là nếu mình tính là 5 năm đó thì nó sẽ lưng chừng. Xin lỗi quý vị, có lẽ là có người đang gõ cửa để mà trao cái giải cho anh hả? Hy vọng tôi sẽ ngồi đợi một tí xíu để xem nào. Anh Andrew đang nhận một cái món quà hay là cái món giải thưởng. Đây là một món quà quý vị. Khu món quà với quý vị luôn nè. Món quà hay là giải thưởng? Đây là món quà trước cho cái giải vô địch mà Andrew muốn mà khu. Món quà mà không giao ở phòng của anh mà lên giao phòng này. Có anh nghĩa đi. Là họ biết anh đang ngồi đây livestream. Đúng rồi. Đây là một món quà mà Andrew rất là ngạc nhiên. Không biết là ban tổ chức muốn làm gì đây. Để cởi khui ra thử nha. Đó là giải nhất của giải góp đó phải không? Không trao được trên sân khấu mà trao đến tận gọi là phòng nơi chúng tôi đang livestream để đây là một cái thùng Macallan. Wow. Đừng nói tôi là chai này là chai mà gọi là hôm qua đó nha. Wow. Cái chai gì đây? Quá đặc biệt. Kính thưa các bạn, đây là phần thưởng và một món quà rất là đặc biệt cho giải vô địch của Vinpearl Golf Nha Trang. Muốn gửi cho các bạn để thấy một nỗ lực phải nói là rất cố gắng của Andrew Lê Football TV. Hy vọng là chúng ta sẽ được thưởng thức cái vị của chai Macallan này. Vị chiến thắng ha. Ok. Trong chúng ta đi tới đâu rồi ha? Cảm ơn anh. Phần họp báo hôm nay thêm thú vị hơn nữa là có cái món quà gửi tận phòng. Gửi tận phòng. Ngoài ra thì tí xíu này các bạn cũng sẽ đem lên cho mình cái trophy. Cái gọi là cái gì? Cái cúp vô địch. Thì mong rằng tí xíu này chúng ta sẽ cập nhật cái chuyện đó sau. Tôi thật sự là tôi không hiểu tại sao ban tổ chức biết anh là ở nơi nào. Tức là trên có lẽ là trên sân khấu gọi anh lên không thấy rồi. Thì làm sao mà tìm ra được anh đang ở đây thì đúng là chắc là đang coi livestream rồi, ban tổ chức đang coi livestream rồi. Ngoài ra cái phần mà gọi là năm cái phần mà họ hỏi về kế hoạch 5 năm đó thì với cái mục tiêu họ đặt ra là hãng xe điện thông minh hàng đầu thế giới thì ông Phạm Nhật Vượng cho hay rằng là nếu mà với mục tiêu đó thì 5 năm thì nó sẽ lưng chừng đâu đó ở giữa thôi. Nhưng mà ông muốn nói rõ hơn là nếu mà là 10 năm thì công ty sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Tức là cái mục tiêu là hãng sản xuất xe điện, một trong những hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Có nghĩa là năm 2032. 2032. Ông cũng nói rằng là 5 tới 10 năm nữa thì thị phần xe điện
sẽ trở nên rất là lớn so với lại cái thị phần xe xăng. Và công ty VinFast á, muốn đứng đầu trong muốn trở thành một trong những công ty đứng đầu trong cái việc mà chiếm hữu cái thị phần đó. Đúng rồi. Lại một lần nữa là một cái mục tiêu có thể nói là rất là tham vọng của công ty. Nhưng mà ông cũng có đã nhắc ngay từ đầu đó là với cái thời buổi công nghệ như thế này thì những cái mục tiêu như vậy. Thực ra thì để sáng tỏ thêm cái câu nói của ông Thông Phạm Như Vượng là không phải là ông nói rằng là VinGroup hoặc là VinFast sẽ trở nên công ty hàng đầu hoặc là tốt nhất. Nhưng mà ông nói rằng trong 10 năm nữa thì chúng tôi sẽ ở trong giữa among the best and the first. Đúng rồi. Có nghĩa là VinFast không kiểu là giống như là kiểu khoe khoang kiêu ngạo. Nhưng mà nói rằng chúng tôi chỉ muốn là trở nên là một trong những công ty hàng đầu. Một trong những công ty hàng đầu. Của nước Mỹ, của toàn thế giới, xin lỗi. Và cũng là một cái công ty chia sẻ cái thị phần lớn nhất của thế giới. Đúng rồi. Đúng là như vậy. Mời anh tiếp tục. Có một cái ông Mỹ Trắng khác. Xin lỗi quý vị, không Andrew hoàn toàn không biết ông là ai. Tại vì thực ra mà nói, theo tôi nhớ không lầm đó thì... ngoài tôi nói rằng là rõ ràng là mình câu hỏi đặt từ đâu ra thì còn một anh nữa là nói rằng là ảnh từ Rolling Stone, tức là một cái tờ báo rất là nổi tiếng ở trong cái thị trường truyền thông của Hoa Kỳ đó, thì ảnh nói rõ ra là từ đâu, chứ còn các vị khác thì đứng lên là đặt câu hỏi ngay. Xin mời anh. Vâng, ông Mỹ này đứng lên mà nói như thế này là về vấn đề tài chánh, hỗ trợ tài chánh, về vấn đề phát triển công ty cũng như về vấn đề kêu gọi góp vốn của cộng đồng quốc tế. Ông có nghĩ rằng VinGroup sẽ kêu gọi thêm những cái nguồn tài chánh hỗ trợ nào khác không? Và phần thứ hai của câu hỏi của tôi đó là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đang có những cái số tiền hoặc là những cái ngân sách riêng để hỗ trợ cho cái vấn đề những công ty xanh và sạch như thế này. Như vậy ông có suy tính về cái vấn đề đó hay không? Có consider cái option đó không? Bởi vì đối với những công ty kỹ thuật cao thì chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ và muốn giúp đỡ họ. Thì ông Phạm Nhật Vượng trả lời rất là rõ ràng rằng là hiện bây giờ đang có rất là nhiều phương án trong công ty của chúng tôi. Và những cái điều mà chính phủ hỗ trợ từ Hoa Kỳ cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà công ty của chúng tôi đang suy nghĩ và đang tính toán để tiếp cận. Cho nên ông không từ chối tất cả những sự hỗ trợ từ các chính phủ, nhất là chính phủ Hoa Kỳ. Ông đây đúng, ông có nói là từ các chính phủ. Rất là thông minh trong cái vấn đề đối đáp về vấn đề thêm các nguồn năng lượng cũng như là các nguồn hỗ trợ tài chính trên toàn thế giới. Một cách rất là cụ thể, chúng ta đã nghe tới là cái thỏa thuận vừa qua của công ty với lại tiểu bang North Carolina, thưa anh, thì công ty cam kết là đầu tư 4 tỷ. Thì chính tiểu bang California cũng đã có nói tới là họ hỗ trợ qua nhiều hình thức đối với công ty là như là trên 1 tỷ cho cái quá trình như vậy. Và trước đó nữa thì công ty cũng đã được phía tiểu bang California hỗ trợ nhiều trăm triệu ở trong cái kế hoạch mà họ tham gia vào trong tiểu bang California, thưa anh. Đó là những con số hết sức cụ thể từ các chính phủ của Hoa Kỳ. Dạ. Tiếp tục cái phần tiếp theo là... một câu hỏi rất là hay đến từ ông xã của bà Supercar. Chưa thưa anh, hình như là ông ấy còn có không? Còn một số những cái phần nói nữa, đó là tại vì cái câu hỏi đó có nói rằng là nếu mà không IPO được thì cái nguồn vốn huy động sẽ từ đâu để mà phát triển công ty với cái mục tiêu là có 4 tỷ để mà phát triển vào cái thị trường Mỹ rồi nhiều cái góc khác nữa đó. Thì ông có nói rằng là họ cũng quyết tâm thúc đẩy cái vấn đề IPO, nhưng mà là những cái nhưng mà lấy cái nguồn vốn từ IPO nó là để khẳng định cái vị trí của họ và phải là những cái IPO có giá trị tốt. Ông nói rất là rõ là những cái IPO có giá trị tốt. Còn nếu mà chưa huy động đủ vốn thì công ty có thể sẵn sàng lùi lại. Ông cũng có nói tới cái chi tiết đó nữa, thưa anh.
Rồi một cái phần mà Andrew muốn sidetrack, có nghĩa là muốn đi bên ngoài lề để giải thích cho các bạn về vấn đề huy động vốn trên thị trường quốc không, tế. Tôi phải nói hết cái câu này, không là nói hết không đó. Lại. Ừ. Ông có nói, cũng có nói tới là có IPO đó thì họ sẽ có thêm nguồn để hỗ trợ. Nhưng mà không có IPO thì vẫn phát triển như thường. Đó là cái câu mà ông khẳng định là cái việc mà liên quan tới cái vấn đề IPO trong cái việc mà huy động nguồn vốn. Mời anh. Dạ. Cái vấn đề IPO đó, kính thưa quý vị, kêu gọi vốn của các thị trường quốc tế, nó không phải đơn giản như một số bạn nói rằng là ông Vượng này chỉ là mở một cái công ty để mục tiêu là lùa gà để mà kêu gọi tiền của quốc tế, xong rồi bán cái công ty này đi hay là làm một cách gì đó để có thể gọi là lừa đảo. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái vấn đề luật pháp của Mỹ trong vấn đề IPO đó, khi mà các bạn có thể gây quỹ trong một cái cộng đồng quốc tế hoặc là Hoa Kỳ để bán các cổ phiếu của mình ra và thâu một số tiền, thì cái số tiền đó đó các bạn, là nó không được giải ngân ngay cho cái công ty huy động vốn đó, nhưng mà số tiền đó được phải giữ trong một cái account nằm ở đó dưới sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ, và nhất là cái cơ quan gọi là kiểm tra Stock and Exchange Committee, đó là của Ủy ban Kiểm tra Chứng khoán của Hoa Kỳ. Họ để ý đến cái tài khoản đó và họ coi thử rằng là cái quá trình phát triển, quá trình sản xuất, cái quá trình hoạt động của công ty, ví dụ như trong trường hợp này là công ty VinFast, thì họ làm có đúng như trong cái lộ trình mà họ đưa ra hay là không. Và hãy làm tới đâu thì họ được nhận giải ngân tới đó. Chứ không thể nào là họ đưa IPO đùng một cái là họ nhận một đống tiền như vậy để đem về nhà và sản xuất. Không phải như vậy các bạn. Cho nên một lần nữa Andrew muốn xác định cái điều đó cho các bạn. Đa số những cái nhà chứng khoán hoặc là những nhà nghiên cứu, những giáo sư chứng khoán hiện nay ở Hoa Kỳ đó, thì họ đã đưa ra cái dự luật đó cho Hạ viện và Hạ viện đã thông qua, cũng như là Thượng viện đã thông qua, và SEC hiện nay đang quản lý cái vấn đề IPO của các công ty nước ngoài một cách rất chặt chẽ để tránh cái trường hợp là khi họ gây quỹ trong cộng đồng chứng khoán, sau đó những công ty này ôm một mớ tiền xong rồi bán công ty giọt mất. Đó là cái vấn đề mà chứng khoán mà Andrew biết được và chia sẻ cho các bạn. Đó chính là cái lý do vì sao mà ông nói rất là rõ là khi mà công ty muốn huy động nguồn vốn qua cái phương án IPO đó là chính là để khẳng định cái vị trí của công ty mà sẽ rất là lựa chọn trong cái việc mà chỉ tìm tới những cái IPO có giá trị tốt là như vậy đó thưa anh. Yeah. Bây giờ mình đi qua câu hỏi khác được không ạ? Được. Câu hỏi tiếp theo đến từ anh chàng ông xã của bà Supercar Bundy. Trong cái bức hình mà lúc mà Andrew đứng lên để đặt câu hỏi đó thì quý vị thấy cái người ngồi trước Andrew đó là cô Supercar Blondie. Và cái câu hỏi mà ông xã của cô đã đặt ra rất là hay, Andrew muốn trả lời cho các bạn. Ông ta nói rằng là tôi biết ông đã đến từ một cái môi trường phải nói là họ làm việc rất là cực lực và ông rất là thích nhiều cái thách thức. Và ông đã xây dựng một cái chuỗi doanh nghiệp về sản xuất mì gói ở Ukraine. Như vậy thì ông hãy vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là cái thách thức mà ông lúc mà ông xây dựng cái công ty mì gói ở Ukraine đó, và bây giờ với một cái thách thức mà công ty VinFast đang xây dựng để làm xe đó, thì cái thách thức nào nó lớn hơn cái thách thức nào? Và câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng như thế này. Tại thời điểm mà chúng tôi ra mắt cái công ty mì gói ở Ukraine thì nó rất là khó khăn, và nó còn khó khăn gấp ngàn lần hơn ở là ra một cái công ty ở Mỹ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ở Nga đó thì lúc đó Nga đang nắm cái thị trường mì gói. Và cái mì gói của Nga đó thì nó cần phải 10 đến 15 phút để đun sôi thì nó mới mềm ra để mới có thể ăn được. Trong khi đó đó, công ty mì gói của tôi đó chỉ cần nước nóng và đổ nước nóng vào 3 phút sau thì các bạn có thể có đồ ăn ngay. Cho nên lúc đó khi mà tôi đưa ra một cái sản phẩm mới ra một cái thị trường mà nó là đang rất là cần, thì họ nói rằng tôi đang lừa đảo. Và khi ông nói cái điều này ra, cả khán phòng cười ồ lên. Ông nói là họ nói chúng tôi đang lừa đảo. Nhưng mà cuối cùng các bạn ơi, công ty của chúng tôi đã came through, chúng tôi đã hoàn toàn
làm cho thuyết phục được cái thị trường của người mua, và tức thì chúng tôi trở nên rất là nổi tiếng. Trong một năm mà thôi, chúng tôi đã đứng đầu trong thị trường mì gói ở Ukraine. Ông cũng có nói một trong những cái cách đó, đó là họ tiếp cận một cách rất là trực tiếp từng khách hàng, từng cửa hàng. Đó là cái cách mà công ty đã cái làm chiến lược marketing. Và cái chiến lược marketing đó đã đem đến cho ông một cái sự gọi là ông nói rằng là ông chia sẻ trở lại đó, ông nói là phải nói là kiên định và kiên trì, luôn luôn không bao giờ bỏ cuộc đã giúp cho ông đem lại chiến thắng. Và ông nói tiếp rằng là bây giờ đó, để mà đem một chiếc xe đến cái thị trường của Mỹ á, để cho thuyết phục được người tiêu dùng á, thì nó có một cái yếu tố như sau, đó là mua một cái gói mì gói á, thì nó rẻ hơn nhiều so với mua một chiếc xe. Và để mà nhìn vào cái hương vị đó, đó thì cái thách thức hiện bây giờ nó còn lớn hơn cũng rất là ngàn lần. Vingroup và VinFast của chúng tôi đó, dầu vậy chúng tôi biết rằng chúng tôi có khả năng để làm được điều gì, và cái khả năng đó là một điều khác biệt mà chúng tôi đang đến trong thị trường. Chúng tôi hiện bây giờ chúng tôi đã có vốn, và bây giờ chúng tôi đã có nhân lực, chúng tôi đã có đà tiến, cho nên hiện bây giờ cái vị trí để mà đưa ra một cái công ty sản xuất xe nó tốt hơn rất nhiều so với cái lúc mà chúng tôi đưa ra cái công ty mì gói. Đúng rồi, ông cũng có nói rằng là cái biết rằng nó sẽ là rất là khó khăn khi mà đưa vào cái thị trường Mỹ xe hơi, xe điện như thế này, nhưng mà họ tin rằng là sẽ làm được. Dạ. Và ông nói rằng là đối với cái thị trường của Hoa Kỳ á, là một cái thị trường mà họ đòi hỏi cái nhu cầu những cái hàng hóa sản phẩm nó phải rất là độc đáo. Đây là một cái hỏi khác, xin lỗi các bạn. Đây là một cái câu hỏi khác. Có một người hỏi rằng là môi trường của Hoa Kỳ, nền kinh tế và thị trường của Hoa Kỳ đòi hỏi những cái sự độc đáo. Như vậy là điều gì đã khiến cho người tiêu dùng của Hoa Kỳ được thuyết phục rằng công ty VinFast có thể có những sản phẩm tốt hơn và có giá trị hơn so với những cái nhà sáng chế tạo xe hơi khác? Thì một lần nữa ông Phạm Nhật Vượng trả lời rằng là chúng tôi đã nói như đã nói trước, là công ty Vingroup cũng như là VinFast sẽ đưa ra thứ nhất là một cái sản phẩm tốt, thứ hai là giá cả hợp lý, và thứ ba là dịch vụ tuyệt vời hậu mãi. Dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Đối với chiếc xe mà chúng tôi đã đưa ra, đó là cái nội thất cũng như cái ngoại hình bên ngoài là một cái điều tuyệt vời và rất là đẹp rồi. Về cái phần mềm quản lý đó, thì như các bạn đã biết, chúng tôi sử dụng phần mềm hỗ trợ lái là ADAS. Và chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải vượt xa đối với, hay là chúng tôi trở nên là một cái công ty tốt nhất về ADAS, bởi vì ADAS là một cái công nghệ hỗ trợ lái, cho nên về cái vấn đề hỗ trợ lái thì chúng tôi sẽ bằng lòng với cái mức là bằng ngang chất lượng với những công ty khác, tương đương với các công ty tương khác, tương đương với công ty khác là on par, là chúng tôi ok, không, chúng tôi không cần muốn phải cao xa hơn về vấn đề công nghệ, không muốn phát triển hơn nữa, tại vì cái lý do là vì cho tới hiện nay người ta cũng đa số, theo ông nói là đa số cái tâm lý người tiêu dùng đó là họ không hoàn toàn tin vào cái vấn đề tự lái, cho nên là chỉ cần làm cái công nghệ mà nó tương đương với những cái công ty có trên thị trường là đủ. Nhưng mà cái điều khác biệt, một điều khác biệt hoàn toàn, ông nói rằng là đối với vấn đề dịch vụ hậu mãi là vấn đề rất quan trọng, và ông nói rằng là để mà giúp cho các bạn về vấn đề hậu mãi, chúng tôi cung cấp cái dịch vụ đó là dịch vụ tốt hơn, là cung cấp cho các bạn về mua sắm nè, ngay trên xe nè. Đồng thời là các bạn có thể là bật máy lạnh ở nhà trước khi về nhà. Đó là cái yếu tố ngay mà trên xe luôn. Dạ, cái đó là cái yếu tố mà ông nói tới, đó là cái yếu tố là smart cái service. Smart service đó, yeah. Là những cái dịch vụ thông minh. Mà cái và xe đem lại đó. Nếu mà có những dịch vụ đó cộng thêm trên chiếc xe mà chúng tôi đang làm đó, thì chắc chắn là sản phẩm của chúng tôi sẽ trở nên rất là đặc biệt. Và ông nói rằng không những là chúng tôi chỉ sản xuất những cái dịch vụ, hoặc là chúng tôi đưa ra những dịch vụ đó, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ khác ở Mỹ. Để làm chi? Để tạo ra một cái hệ thống môi trường sinh thái hoàn toàn khép kín và có lợi cho những người sử dụng.
Ông nói rằng là nếu mà chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cũng như là có rất là nhiều tiện ích cho quý những người tiêu thụ mua xe của VinFast. Cho nên ông nói rằng để đưa một cái hệ thống ecosystem, hệ thống môi trường sinh thái đó qua cho rất là nhiều người ở trong cái sản phẩm VinFast này, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ trở nên một cái công ty đầy dẫy sự khác biệt. Đúng rồi. Câu hỏi kế tiếp tới. Xin mời anh. Câu hỏi tiếp tới thì tôi không nhớ, là ai là đặt, là người đặt ra, nhưng mà cái nội dung câu hỏi đó thì có nói tới rằng là thứ nhất là yếu tố nào ông muốn chuyển từ xăng sang điện, tức là nói tới cái tuyên bố của công ty, cái quyết định của công ty là ngưng sản xuất xe xăng mà chuyển sang hoàn toàn sản xuất xe điện đó. Và cái sứ mạng của VinGroup chứ không phải là VinFast trong vòng 10 năm tới. Thì cái câu trả lời của ông Vượng nói rằng là vì yếu tố là để mà chuyển xe xăng sang xe điện đó là vì họ muốn tham gia thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi từ xăng sang điện. Có nghĩa là cái ông xài cái chữ là di chuyển xanh. Đối với lại công ty, là cái quyết định này là một cái quyết định làm tổn thất lớn trong vòng chỉ có 3 năm mới thành lập ra để sản xuất được có 3 năm thôi mà phải bỏ chuyển sang xe điện, đó là một tổn thất lớn, nhưng mà cái điều đó nó cũng thể hiện cái quyết tâm của công ty chuyển hẳn sang cái loại gọi là di chuyển xanh như vậy. Ông cũng lặp lại một lần nữa, đó là công ty phải chấp nhận trả giá cao để mà cho thấy là công ty chỉ đi một cái con đường, quyết tâm một cái con đường như vậy mà thôi. Không biết anh có thể bổ sung gì không? Dạ, và ông cũng nói thêm rằng trước đây đó thì cái câu nói gọi là cái câu nói slogan, cái câu nói hô hào đó là hãy làm đời sống tốt hơn cho người Việt. Đúng rồi. Thì bây giờ đó chúng tôi thay đổi hoàn toàn và chúng tôi nói rằng hãy làm đời sống tốt hơn cho mọi người. Thì có nghĩa là trên trái đất. Ý ông nói rằng là Việt Nam bây giờ có thể góp phần vào cái môi trường cộng đồng cả thế giới. Và thay vì là tại sao mình chỉ biết nghĩ cho mình, cho người Việt Nam, thì bây giờ mình phải làm cho mọi người trên toàn thế giới. Và ông cũng nói rằng là cái câu hỏi là điều gì khiến ông, trigger ông, cái điều gì đã làm cho ông cái đèn sáng lóe sáng lên và ông thay đổi từ cái xe xăng qua xe điện. Ông nói rằng là cái việc mà thay đổi từ xăng qua điện đó là cái sự lãnh đạo và một cái sự determination, là một cái quyết tâm mà tôi phải quyết tâm một cách khẳng khái, và tôi muốn lãnh đạo công ty của chúng tôi từ nay về sau moving forward là chỉ đi một hướng đó mà thôi. Ông cũng có nhắc tới là cái ngoài cái chuyện mà gọi là chuyển đổi như vậy để gọi là chuyển đổi cái câu slogan là một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam. Giờ đây thì là cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên thế giới đó. Một cách có một cái đời sống dễ dàng hơn, an toàn hơn, thì ngoài ra cũng còn là tốt đẹp hơn cho cái thế hệ tương lai, tức là con em của chúng ta. Đó là một cái ý trả lời cái câu hỏi đó. Câu hỏi tới của một nhà báo từ tờ Rolling Stone, xin mời anh. Trước khi nhà báo của tờ Rolling Stone hỏi câu hỏi thì ông ta đã dừng cả khán phòng trở lại và ông nói rằng chúng ta hãy vỗ tay cho cái cô phiên dịch. Và Andrew được biết là trong cái buổi họp báo ngày hôm nay, cái cô phiên dịch tên là cô Phương Ly. Phương Ly là hiện nay là sinh viên, hoặc là đã từng tốt nghiệp, tôi không có rõ, nhưng mà là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Và cô Phương Ly phải nói là tiếng Anh, tiếng Việt thông thạo lắm. Và cô đã phiên dịch rất là tốt, mà các nhà báo nước ngoài phải nói là rất là vỗ tay rất là lớn và động viên cô rất là nhiều. Andrew có hỏi thăm về cái cô sinh viên này thì được biết rằng là cô đã làm việc cho tập đoàn VinFast trong cái vai trò là phiên dịch. Và Andrew cũng rất là ấn tượng đối với cái trình của cô Phương Ly. Cho nên sẵn dịp này Andrew cũng rất là khích lệ và đáng khen cho Phương Ly làm một công việc rất là tốt ngày hôm nay. Và mong rằng các bạn tiếp tục phát huy, bởi vì ở Việt Nam mà các bạn đã có được cái trình độ hỏi là học tiếng Anh trôi chảy như vậy, và có một vài chỗ cô ta không lắng nghe được vì cái anh chàng nói tiếng Anh phải nói là ậm à trong cái họng, thậm chí là
anh còn không phát âm rõ nữa. Cho nên mà nói đi nói lại thì Andrew có thể chấm điểm là Phương Ly làm cái công việc phiên dịch vừa rồi là 9 điểm rưỡi thôi. Rất là giỏi. Đang tốt. Cái câu hỏi của ông chàng Rolling Stone, anh ta nói rằng là ông đang đem Việt Nam sang thị trường của châu Âu và Hoa Kỳ. Thì hiện bây giờ đó đã có rất là nhiều cái thành kiến mà mọi người đang có trong cái cộng đồng, và những thành kiến đó cần phải thay đổi. Thì tôi không có biết là ông có biết những thành kiến đó hay không, và ông làm điều gì để thay đổi những thành kiến đối với người Việt Nam trên toàn thế giới. Ông Phạm Nhật Việt trả lời như sau. Thưa bạn, tôi không sống ở Mỹ, cho nên tôi không biết chính xác là bạn đang nói điều gì. Và nếu mà bạn biết những thành kiến đó, hãy chia sẻ cho tôi biết. Và khi ông trả lời như vậy thì cả khán phòng cười òa lên. Và anh chàng đó thì cũng cười què luôn, cũng không biết cái thành kiến gì. Mà tôi cũng xem bổ sung một tí, tức là ông cũng có nói rằng là tôi không có sống ở Mỹ, cho nên là tôi không có biết, và tôi sẽ tìm hiểu. Rồi chính các bạn cũng sẽ là cái người mà giúp làm tan cái thành kiến đó đi, đối với lại cái thành kiến đối với người Việt Nam, đối với người Á Châu đó. Đấy. Rồi xin mời anh. Một câu hỏi tiếp theo cũng khá là hay. Người này nói rằng là cái xu thế hiện nay á, giữa các nhà sản xuất xe điện đó là họ liên minh lại với nhau. Tôi không biết là quý vị, tôi biết rằng quý vị có rất là mua rất là nhiều cái platforms, có nghĩa là những cái hệ thống sản xuất xe điện khác nhau. Như vậy thì theo ông thì ông có liên minh đối với những cái nhà sản xuất khác hay là không? Ông Phạm Nhật Phượng liền trả lời như thế này là hiện bây giờ thì chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện liên kết, và chúng tôi muốn hoàn toàn tự lập trong vấn đề sản xuất xe điện. Anh có muốn nói thêm gì về cái câu trả lời một phải nói là một đi không trở lại như vậy không? Dạ, tôi cũng có thấy như vậy, là chưa tính đến cái chuyện gọi là liên kết mà cái chủ trương là tự lập đó thưa anh. Như vậy thì trên cái phương diện liên kết thì đối với Andrew đó thì các bạn biết là ở nước ngoài thường những cái nhà sản xuất á, họ đến với nhau để họ bảo vệ cái thị trường. Ví dụ như những nhà sản xuất dầu thì họ đến với nhau và họ thành lập hiệp hội sản xuất dầu. Những nhà sản xuất xe hơi họ cũng có những cái hiệp hội, là những cái hiệp hội của nhà sản xuất xe hơi. Đối với thậm chí là phiên dịch tòa án á, cũng có cái hiệp hội của những nhà phiên dịch tòa án. Rồi thậm chí là đánh golf như Andrew cũng có những cái hiệp hội golf để mà họ chơi và san sẻ kinh nghiệm với nhau. Thậm chí là như các bạn đã biết là những ai đã mua xe VinFast á, E34 á, các bạn cũng thấy lên Facebook á, các bạn cũng có những cái group liên kết với nhau để anh chị để chia sẻ những kinh nghiệm, để chia sẻ những cái kiến thức. Nhưng mà trong trường hợp này đó, cái người này hỏi rằng cái xu thế hiện nay các nhà sản xuất xe điện thì liên minh với nhau, nhưng mà ông Phạm Nhật Vượng nói rằng cho đến bây giờ chúng tôi chưa có muốn nói đến chuyện liên kết, chỉ muốn tự lập mà thôi. Thì Andrew không có biết là trong tương lai thì cái việc cạnh tranh thị trường hay như thế nào, hoặc là thậm chí là có những cái câu hỏi mà có thể khiến quý khán giả nghĩ đến là Việt Nam ở một cái cơ chế chính phủ như vậy, liệu cái việc mà chính phủ tạo một sân chơi sòng phẳng hay là bằng phẳng cho rất là nhiều nhà sản xuất xe điện, hoặc là chính phủ Việt Nam có những cái cơ chế nào để gọi là bảo đảm cái việc chống độc quyền ở thị trường Việt Nam hay là không, thì chúng ta hoàn toàn không biết được. Nhưng mà ở đây ông Phạm Nhật Vượng đã trả lời rằng là bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện liên kết và chúng tôi chỉ muốn tự lập mà thôi. Cho nên không biết là khi mà chúng ta bước vào một cái thị trường thế giới, chúng ta muốn liên kết với mọi người, chúng ta muốn mọi người chơi chung và mua chung hàng của mình, nhưng mà bản thân mình thì không muốn liên kết, thì Andrew không biết là cái việc đó ông Phạm Nhật Vượng có cái ý định như thế nào. Dạ, yeah, tôi nghĩ rằng là có thể là cái cách diễn giải của anh Andrew có thể đúng hoặc là có thể không chính xác với cái vấn đề mà cái ý ông Phạm Nhật Vượng khi nói tới rằng là chúng tôi không có muốn liên kết mà chỉ muốn tự lập đó. Tôi không nghĩ rằng là một nhà sản xuất nào mà không muốn tham gia vào các hiệp hội của các công ty cùng ngành. Tôi nghĩ rằng là có thể cái ý đó nó liên quan tới
liên quan tới cái việc mà có thể là liên kết hay là kết hợp với các công ty khác hay là partnership như thế nào đó, thì cái ý của ông ấy rằng là giữ cái công ty VinFast, giữ cái việc sản xuất của công ty VinFast là độc lập, tự lập chứ không phải là liên kết. Tôi nói thí dụ, cái này cũng chỉ là mình nghe qua, mình ghi lại, thì thành ra là nó cũng mang tính là chủ quan mà thôi. Có thể là ý ông ấy nói tới cái chuyện là không phải là bây giờ tôi sản xuất món này, anh sản xuất món kia, chúng ta cùng sản xuất với nhau rồi ra thị trường cùng một cái sản phẩm. Thí dụ như là ra một cái sản phẩm software nào đó cho cái màn hình, anh sẽ sản xuất cái đầu này, tôi lo nghiên cứu đầu kia để mà ra cùng cái sản phẩm cái đó. Tôi nghĩ rằng là có thể là cái ý đó, vì cái ý đó sẽ là không có cái chuyện mà gọi là liên kết mà muốn tự lập để mà sản xuất là như vậy. Ok, thì đó cũng là một cái suy nghĩ, một cái góc nhìn khác. Andrew cũng không có rõ, đó là lý do tại sao mà Andrew nói rằng là có lẽ là ông Phan Nhật Vượng cũng cần phải giải thích thêm cái vấn đề là không liên kết, không liên minh và muốn tự lập. Thì như vậy thì cái vấn đề đó nó cũng sẽ dẫn đến rất là nhiều câu hỏi, phải không quý vị? Nếu mà quý vị khán giả có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái góc nhìn nào khác thì có thể chia sẻ cho chúng tôi biết. Câu tiếp tới. Dạ, câu tiếp theo là một anh chàng, Andrew nhớ là anh chàng này nói cũng hơi nhiều. Mà ôm ơn, và ông ta nói rằng là cảm ơn ông đã tiếp đón chúng tôi tại nơi này. Ông là một cái công ty, phải nói là một công ty khổng lồ, massive company ở Việt Nam, Beyond Cars, có nghĩa là một cái công ty mà không phải chỉ sản xuất xe mà thôi, nhưng mà công ty của ông là một cái công ty phải nói là khổng lồ, liên quan đến rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Như vậy thì trong tương lai thì ông có cái ý định hoặc là cái kế hoạch gì để đưa những cái công ty mô hình khổng lồ này vào Hoa Kỳ hay là không? Tôi hiểu cái câu nó như thế này, không biết có nó có cũng tương tự như vậy, nó hơi khác một chút xíu. Tức là ở Việt Nam thì đã có cái công ty nó khổng lồ như vậy và nó nhiều ngành nghề như vậy đó, thì bây giờ cái hãng ở Mỹ được lập ra thì sẽ sản xuất xe hơi mà thôi, hay là nó còn sẽ có những cái sản phẩm khác, những công ty khác, như là cái tình trạng mà VinFast, VinGroup có ở Việt Nam? Thì cái câu tiếng Anh ông nói là you have a massive company beyond cars, what else can you do you plan to bring to the US? Có nghĩa là những gì ông chỉ làm xe thôi, bây giờ trước mắt ông qua Mỹ ông thành lập nhà máy sản xuất xe, mà ở Việt Nam thì công ty ông khổng lồ, công ty đa ngành, nhiều cái ngành khác nhau. Như vậy thì ông trong tương lai ông có kế hoạch dự định đem cái mô hình thêm như vậy cái gì nữa vào thị trường Mỹ hay không? Đúng rồi. Và chúng ta hãy nghe câu trả lời của ông Phạm Nhật Vượng để có thể suy tính được cái câu hỏi. Hiện bây giờ chúng tôi chỉ tập trung vào việc bán xe và sản xuất xe hơi ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn kết nối với những dịch vụ khác của những công ty khác để cung cấp những cái hệ thống sinh thái tốt hơn đến với người tiêu thụ ở Mỹ, thưa anh. Có nghĩa là trong một cái cách trả lời của ông Phạm Nhật Vượng ở đây thì Andrew nghĩ rằng là cái kế hoạch của Vingroup không chỉ dừng ở chỗ là sản xuất xe hơi điện ở Mỹ, nhưng có thể cũng sẽ xuất khẩu cái mô hình sinh thái đến với người tiêu dùng của Hoa Kỳ qua cái mô hình như giáo dục, rồi địa ốc, rồi cơ sở nhà ở, rồi công việc làm, rồi nói chung là bệnh viện, một cái môi trường hoàn toàn là có thể là khép kín như vậy và xuất khẩu cái tư tưởng đó qua Hoa Kỳ. Và ông nói rằng là hy vọng sẽ đóng góp được tốt hơn cho cuộc sống của người Mỹ. Thì với cái câu trả lời đó thì rõ ràng là cái ý định mà sản xuất cũng như là bán xe tại Mỹ nó là cái thời gian đầu mà thôi. Nếu mà có cơ hội hay là nó có đúng theo cái sự phát triển mà mong muốn thì cái chuyện mà đưa cái mô hình, đưa cả một cái hệ sinh thái của VinGroup qua Mỹ thì cái chuyện đó nó rõ ràng là có cái ý định đó, thưa anh. Okay. Câu hỏi tiếp theo đến từ một người bạn trẻ. Ông nói rằng là tôi đã đến thăm cái phòng trưng bày xe ở Los Angeles và phòng trưng bày được chọn trong một cái khu vực trung lưu.
Như vậy thì tôi xin hỏi là đối tượng khách hàng nào của Mỹ mà ông muốn nhắm đến? Ông Phạm Nhật Phượng trả lời rằng cái sản phẩm của chúng tôi phù hợp với rất là nhiều cái nhóm người khác nhau, từ trung lưu trở lên là được. Chúng tôi đã hòa đồng làm việc với các hãng thuê xe hoặc là những cái hãng xe sang, và đối tượng tập trung của chúng tôi là những hãng trung lưu trở lên. Một cách chi tiết hơn thì theo tôi ghi nhận đó là vì cái chuyện mà từ cái câu mà gọi là thích hợp với nhiều cái khách hàng khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau đó, thì ông phân tích cụ thể hơn một chút xíu, đó là cái vấn đề chất lượng cũng như thiết kế đó thì nó hợp với lại cái đối tượng cao cấp, nhưng mà cái giá cả của nó thì lại hợp với lại cái đối tượng trung lưu. Có nghĩa là ý ông nói là cái giá bán nó thấp hơn so với lại cái chất lượng cũng như thiết kế của nó. Do vậy thì nó sẽ thích hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Và ông cũng cho biết rằng là công ty đang đàm phán với các nhà bán lẻ hoặc là các công ty gọi là thuê xe. Để mà đưa cái dòng cao cấp vào cái chuyện như vậy. Và cái một cách cụ thể hơn, ông nói rằng là cái đối tượng, tức là cái target và market của công ty đó là đối tượng là trung lưu trở lên. Có nghĩa là theo tôi phân tích, theo tôi suy diễn đó, là họ làm ra một cái sản phẩm với cái thiết kế sang chảnh, với cái chất lượng tốt, xứng đáng để mà có cái đối tượng khách hàng cao cấp, nhưng mà lại định giá cho cái đối tượng trung lưu để có thể vào cái thị trường, nhưng mà vẫn không bỏ qua cái đối tượng cao cấp, thì cho nên là nó sẽ có cái sự mà phấn đấu tới cái đối tượng đó. Có thể một cái góc nhìn khác thì Andrew cũng phân tích được rằng là nhiều khi cái chữ trung lưu á, chúng ta nghe thì nó có vẻ gì đó sang chảnh trong cái tiếng Việt, nhưng mà cái tiếng Anh á thì nó chỉ là middle class thôi. Không, tôi đang nói là sang chảnh có nghĩa là cái phần cao cấp đó. Cái phần cao cấp mới là gọi là cái phần sang chảnh. Tại vì ông trả lời rằng là đối tượng tập trung chủ yếu là đối tượng trung lưu trở lên, thì cũng có lý thôi, tại vì middle class là giới lao động, giới trung lưu chứ không phải là giới thượng lưu. Giới trung lưu ở đây là những người lao động bình thường, những người có công việc làm ăn. Chúng ta phải nói rõ như vậy. Chứ còn nếu mà ăn không ngồi rồi thì chắc cũng sẽ không có gì để mà mua xe cả. Thì hoặc mình nói là thậm chí là những cái giới gọi là sinh viên nghèo, hoặc là những cái người mà họ mới vừa trẻ vừa ra đời, thì chắc có lẽ là nó cũng rất là khó cho họ để thể mua một chiếc xe phải là 50-60 ngàn đô. Thì mình nói một cách gọi là có thể nói là hiểu một cách thực tế như vậy. Con số hóa nó ra đó là thí dụ như mình nói một cách cụ thể là giới trung lưu có thể bỏ ra chừng 40 ngàn, 50 ngàn, cho nên họ định giá là 41 ngàn cho cái chiếc VF8 là như vậy đấy. 40 ngàn, 50 ngàn để mà có thể sở hữu được một chiếc xe, cộng thêm tiền thuê pin, nhưng mà họ cũng không bỏ qua cái giới mà có tiền nhiều hơn. Nếu mà nhắm vào cái giới mà chỉ cần bỏ 40-50 ngàn ra, thì rồi cái người mà họ sẵn sàng bỏ 70-80 ngàn cho tới 100 ngàn, 120 ngàn thì sao? Thì họ sẵn sàng sẽ có những cái dòng xe khác, hoặc là có những cái upgrade cho một chiếc xe. Mình nhìn nó một cách rất là rõ ràng, cái model của Tesla nó tương tự như vậy. Tesla có những cái dòng xe thấp nhất là Tesla Model 3 với cái giá trên 50 ngàn một chút, trên dưới 500 ngàn, nhưng mà họ có những cái model hơn nữa, model Y, model X, tức là từ 50 ngàn, 60 ngàn, 70 ngàn, rồi tới trên 100 ngàn, 120 ngàn đều có cả. Đó là tôi nghĩ rằng cái ý rằng là muốn okay. muốn định giá là như vậy thôi. Dạ vâng. Muốn cho người trung lưu có thể mua được, nhưng mà không muốn bỏ qua cái phân khúc của người cao cấp có nhiều tiền hơn. Câu hỏi tiếp theo đến từ một cái bác khá lớn tuổi. Cái bác hoặc cái chú này nói rằng là ông đã khởi lập một cái công ty xe. Như vậy ông có phải là một cái người yêu thích xe hay là không? Are you a car guy? Là ông có phải là một người gọi là đam mê xe hay không? Và điều gì đã khiến ông có một cái aha moment? Có nghĩa là trong một lúc nào đó tự nhiên trong cuộc đời mình sáng cái đèn lên và nói ồ,
ngày mai tôi sẽ mở một công ty sản xuất xe. Ông Phạm Nhật Vượng trả lời như sau: tôi rất là yêu thích xe hơi và tôi cũng yêu thích tốc độ. Đó. Và cái câu trả lời này ông nói rằng là ở bên Đức có thời gian hoặc ở bên Đông Âu thì tôi đã từng lái chiếc xe BMW chạy 240 km/h. Cái phần này trả lời làm cho nhiều người rất là buồn nực và cười ồ lên. Kính thưa các bạn, ở bên Đức hoặc là bên Đức, nhất là bên Đức, cái đường autobahn thì nó chạy là không có giới hạn tốc độ, cho nên nhiều người nghe nói ủa tại sao chạy 240 km/h vậy. Ông Phượng là ông Phạm Nhật Phượng đã từng gọi là bẻ luật pháp hay là vi phạm luật xe giao thông hay là sao. Thật ra không phải như vậy. Ở bên Đức các bạn chạy autobahn là chạy 240 km/h là bình thường. 240 km/h thì nó tương đương khoảng tầm là 165 đến 170 mph dặm đó. Và ông nói rằng là tôi đã lái rất là nhiều loại xe khác nhau và tôi đã cũng từng là kinh nghiệm qua rất là nhiều xe, loại xe, hãng xe. Tôi muốn, và vì vậy tôi muốn làm một cái xe thật là tốt cho mọi người. Tôi đã từng lái cái xe President, là một cái dòng xe của VinFast, từ Hải Phòng đi Hà Nội. Và ông nói rằng là tôi đã lái cái xe đó và thấy là rất là tốt. Cho nên là bản thân ông cũng đã từng lái xe VinFast và ông đã kinh nghiệm ra được cái chiếc xe đi nó êm ái như thế nào. Và ông cũng muốn hướng đến cái điều đó cho rất là nhiều người. Ông nói rằng để mà có thể chế tạo ra nhiều chiếc xe cho nhiều người, nhiều dạng nhiều đối tượng khách hàng đó. Nhiều đối tượng khách hàng thì ông nói rằng là có thể là trong 10 năm kể từ hôm nay chúng tôi sẽ be here and talk about. Chúng ta có thể ngồi lại tại cái phòng này 10 năm sau và kể về cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta đã nói. Đúng là tức là cái câu chuyện mà công ty muốn làm nhiều chiếc xe tốt nhất cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau đó. Và có một người hỏi một cái câu hỏi khác đó là ba năm trước khi tôi đến Việt Nam thì tôi thấy không có gì hết, không có xe hơi, không có gì hết trơn á. Bạn chẳng có gì cả về xe hơi, chưa có máy móc luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông đặt tên cái xe của ông là VinFast. Và thậm chí là những cái nhân sự của ông á thì họ cũng không có thể gọi là di chuyển một cách là theo kịp ông được. Họ không thể theo đuổi kịp cái tư tưởng của ông. Như vậy ông có thể đi chậm lại một chút xíu được hay không ạ? Hay là ông sẽ tiếp tục nhanh như vậy? Câu hỏi rất là chơi chữ. Thì ông Phạm Nhật Vượng trả lời rằng thưa bạn, cái chữ fast ở đây á, là phong cách, là an toàn, là sáng tạo và là tiên phong. Đó. Nhưng nó trùng hợp với lại cái chữ fast ở trong tiếng Anh. Và nó trùng hợp với chữ fast trong tiếng Anh có nghĩa là nhanh. Đó. Cho nên ông cũng một cách rất là hóm hỉnh trả lời một cách rất là thông minh. Ở cái chỗ là ông nói là mặc dù vậy đó, cuộc đời, cuộc sống của chúng ta đó bây giờ cũng rất là ngắn ngủi. Cho nên nếu mà theo tôi nhìn nhận thì tôi chỉ còn khoảng 20 đến 30 năm để sống trên trái đất này mà thôi. Và nếu mà tôi không nhanh mà không có tranh thủ cơ hội thì tôi chắc chắn sẽ không giúp đỡ được nhiều người. Cho nên tôi thích trở nên là nhanh nhẹ hơn để có thể đối đầu với nhiều thách thức hơn và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Giúp đỡ được nhiều người hơn và cũng như là sẽ nếu mà thông thả quá sẽ không có, khó có thể để lại cái điều gì cho đời. Đúng rồi. Đó, cũng là một cái chi tiết đó. Và khá là hóm hỉnh đúng không? Và trước đó thì ông có nói câu rằng là vì cái chữ fast tức là phong cách, an toàn, sáng tạo và tiên phong đó, nó là cái giá trị cốt lõi của công ty, cho nên là không có lý do gì cũng như là không được thay đổi cái giá trị cốt lõi đó. Thì cái cách nói chơi chữ vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh là như vậy. Thưa anh. Rồi cuối cùng là một nữ phóng viên. Trước đó thì có một nam phóng viên cũng giơ tay lên, nhưng mà cô Thủy là phó tổng giám đốc hả, đã nói rằng là anh có cơ hội nói rồi, thì bây giờ đây câu cuối cùng thì để dành cho một người khác. Thì bà chưa từng hỏi chưa hỏi chưa từng thì đó là một hỏi. Người
Thì cuối cùng là một cái người mà tôi còn nhớ là tôi có chụp hình ở đây để cho mọi người xem cái người nữ đó là cái người mà đang ở trên màn hình đặt cái câu hỏi đó. Dạ. Cô ấy hỏi rằng là khi mà nói chuyện với các kỹ sư, có những công ty hoặc là những đối thủ nào mà ông có được sự hứng thú, hay là nhìn vào những cái công ty hoặc là nhìn những vào những cái mô hình kỹ sư nào đó mà đã đem lại cho một cái niềm cảm hứng, thì hoặc là ngay cả đối thủ của ông, thì ông Phạm Nhật Vượng đã trả lời như sau. Ông nói rằng tôi lấy cảm hứng từ tất cả mọi người, từ người quét dọn cho đến nhà khoa học. Khi tiếp xúc với họ, mọi người đều có thể trở thành một người thầy của mình. Có gì hay là tôi học ngay, bất kể là từ ai hoặc bất kể là lúc nào. Đúng rồi. Và đó là cái câu trả lời cuối cùng cho cái phần gọi là họp báo ngày hôm nay với các nhà báo quốc tế và quốc nội cũng như là hải ngoại. Andrew và anh Lân phải nói là dành một cái thời giờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ để ghi nhận lại tất cả những gì đã được trình bày, và chúng tôi đã trình bày cho các bạn cũng tương tự với khoảng thời gian là trên 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Cái câu cuối đó thưa anh, cái câu cuối mà khi ông trả lời vị nữ phóng viên về cái vấn đề là có ai là cái người mà tạo cảm hứng cho ông hay không đó, thì cái câu cuối ông nói cũng hơi khá là nếu mà nói là khá là kiêu hãnh, rằng là ông kết luận sau khi mà ông nói những cái điều mà anh Trương vừa nói đó, là ông nói rằng là không có ai là cái người mà là cụ thể là người gây cảm hứng cho ông, mà ông cũng không có thời gian để mà tìm hiểu cái người đó một cách cụ thể nữa. Là đối với ông thì tất cả mọi người, từ người quét rác cho tới khoa học gia, ai mà có những cái điều gì mà hay thì đó là cái người tạo cho ông cảm hứng, không có bất kể người nào, bất kể thời gian nào, thưa anh. Sau đó thì rất là theo đúng phong cách của Việt Nam là lúc nào cũng có những cái bức hình, gọi là những cái bức hình lưu niệm. Tôi còn nhớ một cái vị nào nói đó là người Việt Nam luôn luôn thích, gọi là dù là sự kiện nào cũng có những cái bức hình với nhau. Thì ông mời mọi người ra ngoài để mà chụp hình. Thực ra mà nói thì cái đó cũng là một cách nói thôi, chứ còn các những người mà tham gia đó thì có điều kiện để chụp hình với lại một vị chủ tịch của tập đoàn, thì tôi thấy nhiều người cũng hứng thú lắm, hết top này tới top khác tới đứng nói chuyện, xong rồi chụp theo nhóm rồi chụp theo riêng, vân vân. Thành ra là nếu mà ai đó mà có cái suy nghĩ hơi tiêu cực hay là hơi tự ti về cái vấn đề mà thích chụp hình người ta, tại tôi có để ý, tôi có nghe rồi, là người Trung Quốc hay là người Việt Nam thì hay thích chụp hình Nhật nhiều quá đó, đại khái như vậy. Nhưng mà thực ra mà nói là chụp hình thì nó là cái, đặc biệt là chụp hình với những người có tiếng tăm thì ai cũng thích chụp cả. Chúng ta thấy thí dụ như là cỡ như là tổng thống Mỹ hay là những cái vị gọi là lãnh đạo cao cấp của Mỹ, nguyên thủ quốc gia đó, thì họ thậm chí họ còn tổ chức những cái buổi tiệc để mà gọi là người ta tới và gọi là gây quỹ, gây quỹ quyên góp tiền để mà chụp bắt tay chụp hình. Thì ra ngoài chụp hình, tôi cũng có một số hình ảnh đây để chia sẻ với mọi người. Đây thì những cái hình ảnh, thí dụ như là trong cái hình ảnh này thì chúng ta thấy là có ông Phạm Nhật Vượng với chiếc áo màu đỏ đó. Ông cũng không mặc áo vest hay là gì trang trọng, gọi là chỉnh trọng lắm, mà ông mặc chiếc áo màu đỏ. Thì ông mặc chiếc áo màu đỏ với cái chiếc quần jean xanh. Thì còn bên phía bên tay phải, mọi người có thể thấy đó là cô khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là cô Supercar Blondie, mặc áo trắng với chiếc nón quen thuộc của cô ấy. Những người đứng xung quanh thì khá là nhiều, những các phóng viên của các cơ quan truyền thông. Bên trái cùng là anh Paul Nguyễn, là một ảo thuật gia
ảo thuật gia của gốc Việt đó. Những hình ảnh khác, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là có ông Phạm Nhật Vượng và cô phó chủ tịch, phó tổng giám đốc, cũng như là tổng giám đốc thị trường toàn cầu, cô Thủy, và cái người cô gái mặc áo màu kem đứng ở bên trái của ông Vượng đó là người thông dịch viên mà anh Andrew hồi nãy có nhắc tới, cô Phương Ly. Đây là những nhà báo cũng tới bắt tay nói chuyện với ông Phạm Nhật Vượng. Tôi cũng có dịp trao đổi vài câu với ông ấy vào cái thời điểm đó. Rồi xem nào, anh Andrew Lê cũng gặp gỡ ông vào lúc đó, rất là nhiều người. Bước này thì gặp cô Supercar Blondie, tất nhiên là mình chụp tấm hình lưu niệm với cô ngay lúc đó. Đó là những cái hình ảnh sau buổi tiệc. Ông Phạm Nhật Vượng có thể nói là lưu lại cũng khá lâu, thưa anh, lưu lại cũng khá lâu, đứng trò chuyện với lại các cơ quan truyền thông, các phóng viên. Ông lưu lại cũng khá lâu đó, tôi nghĩ chắc cũng phải cỡ chừng 20 phút đứng lại nói chuyện rồi chụp hình với nhiều người, cho thấy rằng là ông hoặc là công ty đánh giá rất là nghiêm túc cái vai trò của truyền thông. Nhân đây thì tôi cũng muốn nói một chút xíu về cái vấn đề của các phóng viên, các cơ quan truyền thông có mặt lần này. Không biết anh Andrew trao đổi với các vị đó nhiều hay không. Tôi thì qua mấy bữa ăn rồi qua mấy cái lúc giải lao đó thì cũng tìm cách tiếp cận với các bạn ấy để mà nói chuyện. Thì tìm hiểu thì biết ra thì rất nhiều người ở nhiều cái công ty, nhiều cái cơ quan truyền thông khác nhau đã tới. Mọi người có nghe rõ hay không? Rồi, tôi nghe có nghe rõ. Đã tới tham dự. Rất nhiều người có những cái nhận xét giống nhau. Đó là công ty VinFast, tập đoàn Vingroup kỳ này tổ chức có thể nói là ngoài cái sự trông đợi, thậm chí có nhiều sự hài sai là ngoài sự tưởng tượng của họ với cái sự tiếp đãi là quá nồng hậu như vậy. Anh cũng có nghe cái một anh chàng YouTuber chúng ta phỏng vấn trên tàu đó nói là lần đầu tiên, rồi lần đầu tiên trong năm, lần đầu tiên trong đời anh đấy, anh tham gia một cái sự kiện có thể nói là đồ sộ và là rất là nồng nhiệt là như vậy. Có một anh, tôi nhớ không lầm là ở Canada, tối hôm qua ngồi, đúng là cũng vô tình ngồi kế bên anh ấy trong cái buổi tiệc tối mà cái cô gọi là cô phó chủ tịch của ông Vượng tiếp đãi đó. Anh ấy cứ nói rằng là anh ấy cũng đi rất nhiều cái tiệc khác hoặc là những cái sự kiện khác. Sự kiện này thì kéo dài 5 ngày, bay từ Mỹ về Việt Nam xong bay đi. Những sự kiện khác anh ấy đã đi từ công ty Mỹ cho tới công ty Nhật, công ty Hàn. Thí dụ như là công ty Đại Hàn về hình như là hãng Kia thì phải, mời họ qua bên Hàn Quốc ở vài ngày thử xe, rồi cũng tiếp đãi rất là nồng hậu, tiêu chuẩn cao, khách sạn rồi đưa đón rồi cho máy bay, gọi là không phải cho máy bay mà là cái tạo phương tiện máy bay qua, vân vân. Thì anh ấy nói là cái chuyện mà các hãng xe đó tạo điều kiện để cho các phóng viên từ các tạp chí, đặc biệt là những tạp chí mà chuyên ngành đó, để mà tới, để mà tìm hiểu rồi đánh giá rồi ghi tên rất là bình thường. Nhưng mà đây là một trong những cái nơi mà có thể nói là rất là tổ chức rất là nồng hậu như vậy. Tôi có hỏi tiếp một cái câu hỏi mà tôi đã hỏi anh cách đây mấy ngày. Đó là với cái sự mà tiếp đãi nồng hậu như vậy, vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái cách đánh giá của các anh hay không? Tôi thì tôi nói thẳng, tôi nói là tôi không có
cái kinh nghiệm mà đi cover tường thuật về những cái chất lượng những cái vấn đề liên quan tới xe hơi như thế này. Còn các anh thì có, thì anh ấy nói cái đó tùy người. Cái đó tùy người, anh ấy nói tùy người. Có những người có bị ảnh hưởng chứ phải không? Riêng tôi, tức là anh nói đó, riêng tôi không có bị ảnh hưởng. Anh ấy cũng có sự so sánh giữa những người mà phóng viên của các tờ báo với lại những người mà gọi là những người có ảnh hưởng. Anh ấy không nói tên ra nhưng tôi đoán được anh ấy nói tới ai. Và khi tôi nói cái tên của các vị đó ra thì anh ấy cười cười. Tức là anh nói là những cái người mà influencer, những người có ảnh hưởng đó, thì họ thực sự họ không có phải là các phóng viên. Họ không thực sự là ghi nhận đúng những cái điều mà họ nhìn thấy, mà họ giống như là họ promote, họ PR cho cái sản phẩm đó thì đúng hơn. Anh ấy có kể về cái tiến trình cũng rất là thú vị. Đó là khi một cái sản phẩm xe hơi được đưa ra thị trường thì dĩ nhiên là các nhà sản xuất sẽ PR cho họ rất tốt, rồi sẽ có những cái người mà gọi là ủng hộ, rồi sẽ có những người mà chống đối. Nó y chang như tình trạng VinFast trong thời gian qua. Chúng ta nghe có người binh, có người chống, vân vân. Nhưng mà các hãng xe hơi khác cũng vậy. Thì khi mà có những cái ý kiến trái chiều với nhau như vậy đó, thì người tiêu dùng phải làm sao? Lúc đó người tiêu dùng bắt đầu mới Google. Tại vì một cái sản phẩm quá mới, người ta chưa có thấy trên thí trường, người ta sẽ Google. Thí dụ như là hãng VinFast, VF8 hay là Ioni của Trung Quốc vân vân. Lúc đó người ta sẽ Google những cái thông tin, những cái bài viết. Thì anh mới nói đó chính là cái nhiệm vụ của những người viết như chúng tôi. Là lúc đó những cái bài viết tôi đưa ra, những cái bài viết của chúng tôi đưa ra, nó sẽ làm cho người tiêu dùng có cái thông tin về cái sản phẩm đó, để mà người ta có thể quyết định là mua hay không mua cái sản phẩm đó. Tôi cũng có nói với anh là thế thì tôi cũng rất là mong muốn đọc những cái bài viết của anh. Anh có thể gửi link cho tôi hay không? Khi mà anh biết, anh nói thì bây giờ mấy bữa nay á, là thực sự mà nói tôi, trước khi mà tôi đi cái sự kiện này, tôi đã có mấy sự kiện khác mà bây giờ nó dồn dập đang phải viết từ từ ra. Thì anh mới nói rằng là tôi sẽ gửi cho anh, nhưng mà tôi viết bằng tiếng Pháp. Anh nói tiếng Anh nhưng mà anh lại ở bên Canada, chắc ở vùng Pháp á, cho nên anh viết bằng tiếng Pháp. Cái đó không sao đâu, thì anh cứ gửi rồi tôi sẽ Google ra tôi đọc. Cái anh mới bắt đầu anh chốt cho lại, nói trời, tôi bỏ ra bao nhiêu thời gian để mà đi, rồi bao nhiêu thời gian để viết, mà anh Google để anh đọc, tức là anh gọi là anh không có tôn trọng tôi rồi. Tôi nói cái cách đó là cách tối thiểu tôi có thể đọc được, tại tôi không đọc được tiếng Pháp. Anh nói là Google Translate thì đó, tôi nói là Google Translate đó. Thì tại vì Google Translate nó sẽ không chuyển tải được cái ý của anh ấy viết tao trong từng câu chữ. Làm sao được. Đấy, thì đó là một trong những cái chia sẻ của... Anh phải gửi Andrew đi học tiếng Pháp để về dịch cho anh. Đó là một trong những cái chia sẻ của một phóng viên mà còn nhiều phóng viên nữa. Anh thì có cái kinh nghiệm gì khi tương tác với lại các phóng viên kỳ này? Mình thì chỉ có nói chuyện với một số người về cái vấn đề xe điện và hỏi họ rằng là tại sao mà bạn phải đi qua tới Việt Nam để đi coi xe điện. Thì cái cô đó cô nói là thật ra là tôi cũng không biết gì về xe điện, cũng không biết gì về VinFast hết á, nhưng mà đúng, tôi chỉ là một cái người gọi là viết báo reporter cho một cái tờ báo gọi là Cars Review gì đó, rồi họ nói với tôi là ô có công ty này ở Việt Nam nè, nó mới ra nè, đi đi, nó mời nó đài thọ hết nè, đi đi. Thì cô nói rằng là lúc đầu tôi cũng không muốn đi, tại vì tôi không biết gì về Việt Nam, mà cái đất nước của bạn ở đâu nữa tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà khi tôi nghĩ, ủa nếu mà nó free mà nó bao hết tất cả trọn gói tại sao không đi, khi tôi qua đây rồi tôi mới ngỡ ngàng ra là cái tập đoàn này phải nói là khóa quá lớn. Và cô ta là cái người mà rất là lẻ loi trong cái giữa một, coi như là giữa một rừng kiếm. Chỉ có, chúng ta chỉ kiếm được có vài người có nữ một số thôi. Nữ dạ đúng rồi, đi viết review về xe. Và sau đó cô ta đam mê và cô ta hỏi tôi là thức ăn này làm gì, đồ ăn của Việt Nam mày ngon quá. Tôi nói ủa bà đến đây để review xe hay là review đồ ăn? Thì bà nói tôi đến review xe nhưng mà đồ ăn cũng ngon quá, cho nên là một phần nào đó để giới thiệu được du lịch của Việt Nam luôn. Và nếu mà bà ta viết
tờ báo thì như anh Lân cũng như quý khán giả biết rằng là cái vấn đề media ngày hôm nay rất là quan trọng. Một người có ảnh hưởng nên cái hàng người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người mà họ viết ra và quảng bá về hình ảnh của Việt Nam thì có lẽ là cái lúc nào cái lợi nó cũng luôn luôn là nhân lên. Rất là đúng đó, anh nói rằng là nhưng mà thật ra nó cũng có cái phần này. Công ty không chỉ là cái chuyến này đó, đó là Việt Nam Tour 2022. Nó không chỉ là muốn người ta đánh giá về chiếc VinFast 8. Cái chuyện đó là cái chủ đề chính rồi đó. Nhưng mà rõ ràng ở trong cái brochure chúng ta đọc cũng thấy đó là họ muốn giới thiệu luôn cả một cái hệ sinh thái của công ty. Do đó mới có cái chuyến mà gọi là đi tham quan trường đại học VinUni, rồi VinMed, rồi các cái chỗ mà VinHome vân vân. Một gọi là một viên đạn mấy con chim. Thứ nhất là vấn đề xe điện của VinFast qua thị trường Mỹ là cái chiếc cụ thể là chiếc VF8. Cái hệ sinh thái của họ và cũng như là nhìn chung là giới thiệu về cái vấn đề của Việt Nam. Anh quên một cái rất quan trọng. Mời anh. Thật anh quên thật á hả? Là vấn đề về du lịch đánh góp á các bạn. Họ cũng rất là ngạc nhiên. Họ cũng rất là ngạc nhiên luôn mà bây giờ ngồi đây á, mình được giải vô địch thì không biết là trong đầu của những người nước ngoài này họ nghĩ như thế nào. Việt Nam tụi mày tổ chức giải góp, người Việt Nam tụi mày vô địch. Thì cũng may là ngày hôm nay cái người mà đánh chung với Andrew á, là một anh chàng Hàn Quốc. Và anh chàng này tên là Peter Shun. Anh làm cho một cái công ty xây dựng mà anh ta mới vừa khoe với Andrew là anh ta mới vừa trở về từ Ukraine. Anh ta ký hợp đồng với một cái thị trấn hoặc là thành phố gì đó ở sát biên giới với Ba Lan. Và anh ta là người đã được Armed Guard, là những người lính bảo vệ và hộ tống anh đi qua Ukraine để mà xem xét cái thành phố đó để tái xây dựng lại. Andrew mới nói, ủa người ta đang chiến tranh mà giờ này mời mày qua bờ bển làm gì, mà tại sao mày qua bờ bển làm gì? Ông nói là không, bây giờ nó là rút quân hết rồi và họ đang mời tôi và tôi mới có mặt ở đó trong tuần trước để qua coi lại là vẽ sơ đồ là tái kiến trúc lại thành phố. Thì anh chàng này đánh góp với Andrew và nói, Andrew tại sao mày vô đánh góp hay quá vậy? Vô đánh hồi nào? Tại vì họ đánh với Andrew ở cái lỗ nào Andrew cũng poi với lại boogie, có nghĩa là một gậy hơn hoặc là double là maximum thôi. Anh đánh thua mình. Cho nên anh chàng đó sẽ là bằng chứng cho mình biết là không có cái chuyện gì là Vingroup là tổ chức để mua giải cho người Việt Nam cả. Nhưng mà tổ chức là sân chơi bằng phẳng hết. Cho nên trong cái việc này vừa tổ chức sân góp, vừa tổ chức ăn uống ẩm thực, vừa tổ chức du lịch, vừa tổ chức hưởng ngoạn những cái khu resort này, chắc chắn là những người influencer này đó khi họ về với cái channel của họ, họ sẽ có hàng chục hoặc trăm cái video clip khác nhau giới thiệu về cái bãi biển da trắng, biển trắng cát mướt nè, rồi đồ ăn ẩm thực Việt Nam nè, rồi nào là các cái khu du lịch nổi tiếng là khí hậu như thế nào. Tôi bảo đảm là cái kỳ này đi á thì phải nói là không những là một ná bắn hai chim, mà bắn một lúc là coi như là một cái viên đạn bắn một phát súng bắn ra, nhưng mà rất là chết nhiều con chim. Cái câu chuyện mà tôi nói với lại anh chàng Canada mà nói bằng tiếng Anh mà viết bằng tiếng Pháp đó, thì cũng có nói cho hai bên, tôi và anh ấy cũng có trao đổi tới cái chi tiết là một trong những lý do mà VinFast hoặc là Vingroup có thể tổ chức một cách rất nồng hậu trong cái vấn đề này đó, ăn ở rồi vân vân đó, rất là tốt như vậy đó, là vì họ có lợi thế là họ có một cái hệ sinh thái, vừa là sản xuất xe, vừa là vừa là có khách sạn nghỉ dưỡng và vừa có vân vân. Cho nên họ có thể tổ chức được như vậy. Chưa chắc những công ty khác của Việt Nam nếu mà tổ chức những cái sự kiện tương tự như vậy mà có thể làm được, tại vì họ không có cái điều kiện mà gọi là đa dạng như vậy. Cũng muốn nói thêm về cái việc mà anh nói tới một cái cô nữ phóng viên đó, không biết gì về VinFast nhưng mà đi, là tại vì công ty nói rằng là đi, bây giờ họ đài thọ hết trơn rồi, chỉ có đi tới mà viết thôi đó. Thì sẵn cái đó tôi cũng muốn đào sâu một tí xíu. Cái động tác mà một công ty xe hơi tạo điều kiện cho các phóng viên mua vé máy bay rồi đưa cho họ tới, rồi tạo điều kiện rất là tốt đẹp cho họ để mà họ có thời giờ trải nghiệm xe, thử xe, viết về xe về sau này, là cái chuyện nó rất bình thường, không có cái gì gọi là một cái chuyện gọi là mua chuộc người ta cả. Trong mấy ngày nay chắc anh cũng nghe đầy tai, tôi cũng nghe đầy tai, là không biết là ông Andrew với ông Vũ Hoàng Lân này
ăn được bao nhiêu tiền của ông VinFast để mà rồi làm như vậy, rồi làm như vậy thì làm sao mà có thể là viết tốt viết xấu cho VinFast. Xin thưa đó là cái trường hợp của các phóng viên đó, cái chuyện mà công ty đãi đàn họ như vậy rất là thường, mà không có nghĩa là họ sẽ viết một cách hết sức là có lợi cho công ty nếu mà cái sản phẩm đó không ra gì. Đúng rồi. Cho nên là chúng ta mới thấy trên thị trường là có những bài viết rất là nặng nề về một cái sản phẩm, rồi có những bài viết rất là tốt về một cái sản phẩm. Nó cái chuyện mà đãi đàn đương nhiên nó sẽ có một sự ảnh hưởng nào đó trong cái việc mà tạo điều kiện tốt cho người ta viết. Không tạo điều kiện cho người ta cảm thấy rằng là mình bị gọi là đối xử không tốt để mà người ta có cái sự ác cảm để người ta viết. Nhưng mà cuối ngày nói cho cùng là chính cái sản phẩm của công ty đó mới có thể gặt hái được những cái bài viết tốt hay xấu bởi các phóng viên chuyên nghiệp. Tôi không muốn nói tới các influencer ở đây. Thì nó là như vậy. Chúng tôi đã ngồi ở LA nói rất nhiều lần, ngồi trước mặt VinFast, đằng sau lưng là sự triển lãm, nói về cái vấn đề là chúng tôi có nhận được tiền hay không. Không có nhận được. Lần này cũng thế thôi. Ngoài cái chuyện mà được tạo điều kiện giống y chang như các phóng viên từ các cái nguồn truyền thông khác, thì mình cũng được tạo điều kiện như vậy. Anh Andrew đi đủ 5 ngày đi về sau cái buổi hôm nay. Tôi thì đi tiếp tục một số những cái công việc nữa. Thì cái đó là một cái mình xác nhận rằng là cái tạo điều kiện là rất tốt và mình ghi nhận cái điều đó. Sáng nay tôi đã cảm ơn trước mặt ông Phạm Nhật Vượng rằng là đã tạo điều kiện cho chúng ta đó. Và tôi thấy có rất nhiều phóng viên họ cũng nói cái lời cảm ơn khi trước khi họ hoặc là sau khi họ đặt câu hỏi. Thì cái chuyện đó rất là thường. Cho nên là tùy theo, cũng không phải là không có, nhưng mà cũng là tùy theo. Cái như là một số phóng viên tôi trao đổi họ nó cũng có. Cũng có những người họ bị ảnh hưởng, có những người không bị ảnh hưởng, nó cũng tùy theo cái cách làm việc cũng như là cái độ chuyên nghiệp của mỗi người viết. Thưa anh. Như vậy thì nói tóm lại là cái việc trình bày cho quý vị đêm hôm nay về cái buổi họp báo phải nói là kéo dài khoảng 1.5 tiếng đồng hồ và được tường trình lại một cách tường tận như vậy, Andrew mong rằng các bạn sẽ đón nhận một cách thoải mái và đầy thông tin cho các bạn. Một số bạn nói rằng là Andrew đang ngáp ngủ. Andrew chơi nhiều quá quên ngủ. Thưa các bạn là giờ này á, ở bên Mỹ á, là đã 7 giờ sáng rồi. Có nghĩa là thì giờ sinh học của tôi vẫn chưa được cập nhật, cho nên rất 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 là buồn ngủ luôn. Nhưng mà vẫn cố gắng ngồi đây để mà làm một cái live streaming cho các bạn. Vì đêm hôm nay là cái chương trình như anh Lân đã thông báo là chương trình cuối cùng trước khi sáng mai để bay về San Francisco. Do vậy các bạn hãy đón đợi tiếp share chương trình để cập nhật cho các bạn những cái review sắp tới rất hấp dẫn. Andrew không bật mí cho các bạn nữa mà giữ nó bí mật hoàn toàn. Tại vì anh Vũ Hoàng Lân nói là thôi để thông báo cho các bạn để các bạn đón xem, nhưng mà Andrew nói là không, anh phải giữ bí mật. Tại vì khi mà bí mật như vậy có rất là nhiều người rất là đông trón đợi. Và kinh nghiệm làm việc của Andrew với anh Vũ Hoàng Lân là anh Vũ Hoàng Lân luôn luôn chọn lọc những cái điều đó thật sự là độc đáo, xuất sắc và không bao giờ thiếu cái tính gọi là ngạc nhiên. Cho nên quý vị hãy yên tâm. Và anh Vũ Hoàng Lân sẽ còn ở lại Việt Nam để đi review một vài nơi có những cái business rất là hấp dẫn không anh? Thôi bây giờ anh bật mí một cái thôi. Bật mí một tí hả? Trước khi bật mí cái đó thì nói về anh có nhắc tới vấn đề gọi là không đủ giờ ngủ và buồn ngủ đó. Thì tôi cũng bị trong cái tình trạng đó. Mấy hôm nay là vừa là đi tìm hiểu, vừa là vấn đề chạy chương trình, rồi vấn đề nhiều vấn đề khác nữa. Hầu như là một đêm tôi ngủ được có mấy tiếng đồng hồ. Có những đêm là coi như là 4 giờ sáng mới có thể leo lên giường để mà được nằm ngủ. Thì 6 giờ 15 gọi là đã phải thức dậy, tức là có 2 tiếng mấy thôi. Nhiều khi đầu nó cũng bị nhức nữa. Những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện tôi cho là cái chuyện bên lề. Đã chọn cái công việc mình làm thì không có phàn nàn, không có kêu ca gì cả. Nhưng mà đó là cái tình trạng có những khi có những cái chuyến đi nó căng thẳng như vậy. Ngày mai tôi hy vọng là
là sẽ có được một ngày hoặc là nửa ngày để mà có thể lấy lại một số giấc ngủ. Một vài cái nơi mà có thể là sẽ tới để mà ghi nhận đó, nó cũng còn liên quan tới cái hệ sinh thái của VinFast, VinGroup. Nó thí dụ như là tôi nhắm tới là Hội An, Phú Quốc, để có thể giới thiệu cho mọi người tới những cái cơ sở, những cái gọi là gì, những cái khu nghỉ dưỡng rất là đồ sộ của công ty này. Tất nhiên là mọi người đã xem rất là nhiều thông tin về những cái địa điểm đó, nhưng mà hy vọng là tận mắt tôi chứng kiến, bản thân tôi trải nghiệm thì có thể là sẽ có những cái điều gì thú vị chăng, tôi cũng chưa biết tới. Rất là tiếc là anh Andrew không có tham gia được. Nếu mà tham gia được thì như mọi khi, cái sự tương tác về ý kiến, về cái cách nhìn nhận thì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà không có anh Andrew thì tôi cũng có thể kiếm tìm những nhân vật khác, nó cũng rất là đặc biệt thưa anh. Đúng. Hy vọng là cái điều đó nó sẽ xảy ra và mọi người sẽ được xem những cái thông tin rất là thú vị. Ngoài ra thì nó còn có một số những cái ghi nhận khác, những cái câu chuyện khác không liên quan tới VinGroup hoặc là VinFast. Nhưng mà một lần nữa có lẽ là tôi thì ít có muốn cho mọi người biết trước những cái điều gì mình sẽ làm, nói trước bước hôm tới, cho nên thôi thì phải đợi tiếp vậy. Ngoài ra những cái câu chuyện liên quan tới anh nói anh bí mật cái đi. Bí mật cái thôi. Tôi chắc là phải đợi quá. Ngoài ra thì còn có vài cái chuyện gọi là cũng hay lắm. Thôi thì chúng ta phải đợi lại thôi. Dạ vâng. À, ngay cả cái chuyện mà với VinFast kỳ này đó thì cũng còn một số những cái phỏng vấn không làm livestream kịp. Những cái phỏng vấn đó thì hy vọng là sẽ dựng xong sớm để mọi người có thể xem không quá trễ sau khi mà sự kiện nó đã xong. Thưa anh. Dạ vâng. Chắc có lẽ là một số người hỏi Andrew là chơi golf ở bên Vinpearl Nha Trang thì có cái kinh nghiệm như thế nào. Andrew cũng muốn cập nhật cho các bạn một chút xíu là cái môn thể thao này là cái môn thể thao mà Andrew không có phải là muốn actually là muốn quảng cáo hay là làm nhắc mọi người chơi gì cả, nhưng mà tại vì đó là cũng một cái môn thể thao mà mình rất là thích. Tại vì đơn giản là khi mà mình càng ngày càng lớn tuổi thì cũng phải cần vận động, mà vận động những cái môn giống như tennis hay là bóng cái gì đó, cầu lông á, hoặc là chơi những môn thể thao khác, nó đều hỏi phải có những người khác để cùng chơi với mình. Nhưng mà golf á, thì có thể là chơi một mình cũng được. Nếu mà không có người nào khác chơi thì mình ra sân mình sẽ chơi với những người cá địa nào, hoặc là xin lỗi không phải cá địa, những cái người nào mà người ta cũng cùng với cái giờ của mình để đi chơi với nhau và có thể kết bạn, hoặc là có thể đi đến sân tập. Cho nên đó là cái một sân golf. Và ở bên Việt Nam này hiện bây giờ đó có rất là nhiều sân golf mới xây, giống như sân golf ở Tuần Châu ở Hạ Long Bay, hay là sân golf ngày hôm nay Andrew đánh là ở Vinpearl Nha Trang. Thì cũng nói chung là sân golf, cái tiền lệ phí golf ở Việt Nam bây giờ vẫn còn hơi là khá mắc, nhưng mà ở bên Mỹ á các bạn, lệ phí hàng tháng cho một cái sân golf mình đánh á, là hàng tháng là $60. Chắc cũng tùy sân đó thưa anh. Sân gần nhà ông mình. Donald Trump mà đánh chắc ổng không có chơi cái sân mà gọi là $60 một tháng đâu phải không? Thì nói chung là cũng thượng vàng hạ cám. Đúng rồi, chứ không phải là nó có giá hết. Bắt buộc, đúng rồi. Mình nghèo, có giá cho những người mà mới vào nghèo chơi cũng có, mà đúng những rồi. Cái người mà gọi là quá giàu cũng có. Ai quá giàu thì chơi sân giàu, còn mình nhưng mà ai cũng có cơ hội để chơi hết. Đúng rồi. Cũng là một trái banh rơi vào một cái lỗ thôi. Đúng rồi. Cho nên còn có một bạn nói là Top Golf ấy, có nghĩa là Top Golf là một trong những cái mô hình một cái mô hình tập golf mà nó set up giống như là bowling vậy anh Lân. Có nghĩa là nó cũng có những cái lỗ xa và nó thách thức anh đánh lọt đúng lỗ đó thì anh ghi điểm.
rồi nó cũng tạo cho các bạn một cái khỏi thói quen chơi, và cũng bán pizza, rồi cũng bán thức uống, rồi trái cây, rồi đủ thứ hết trơn á. Và anh biết có lần đó Andrew qua Arizona đó, để đến một cái chỗ top golf chơi như vậy các bạn phải book, và nó có tới 4 tầng khác nhau như vậy, và một đêm như vậy họ kiếm cả hàng mấy trăm ngàn đô. Cái hình thức model top golf đó cũng rất là hay trên toàn thế giới. Các bạn hỏi Andrew là bữa nay đánh tổng cộng được bao nhiêu gậy. Cũng không biết tính sao, nhưng mà cái sân golf ở bên Vinpearl thì Andrew đánh tổng cộng là 30 gậy over. Và cái handicap của Andrew là 28, cho nên cộng lại thì Andrew đánh cộng 2 gậy. Thì hôm nay là một trong những cái ngày rất là may mắn của mình. Mình đánh cộng 2 gậy so với cái handicap 28 thì chắc lẽ là một số bạn cũng cười đúng không ạ? Nhưng mà tại vì Andrew cũng mới tập cho nên là đó là một cái sự phải là cố gắng, một nỗ lực rất là tuyệt vời của bản thân mình. Tại vì sân golf ở bên này thì rất là khá dài, và có một cái lỗ golf nó lên gần tới 500 gia. Anh cho mọi người xem lại cái giải thưởng của anh. Cái này không phải là giải thưởng, cái này chỉ là một món quà bình thường thôi nha. Món quà bình thường hả? Còn cái giải món thưởng... quà có nghĩa là người nào tham gia cũng có món này hả? Không, cái này là món quà đặc biệt của ban tổ chức. Đây là cái món quà đặc biệt của mình. Và sẽ có một cái cúp lưu niệm nữa. Mà bây giờ sau khi học góp xong thì sau khi livestream xong thì Andrew sẽ đi xuống để nhận cúp. Một bạn nói rằng là Andrew chỉ là một tên rookie in golf, có nghĩa là một người mới chơi golf, no rank in USA. Đúng rồi, Andrew đâu có nói rank gì đâu. Anh mà rank học... USA thì anh đâu ngồi đây để mà nói mới chuyện nữa. Mới học golf có 2 năm mà đi đánh golf mà giành giải á, cái đó là điều rất là khích lệ đối với mình. Cảm ơn ban tổ chức của Vingroup. Và Andrew cũng cầu chúc cho những ai yêu mến cái bộ môn thể thao này, hãy tập đến golf vì nó cũng sẽ cho các bạn nhiều cơ hội để làm quen với nhiều bạn mới. Và những người bạn mới này biết đâu họ cũng thấy được cái đam mê của bạn mà chia sẻ, và họ cũng có những nhu cầu về những cái chuyện khác trong cuộc đời sống, và các bạn có thể giúp được cho họ. Thì Andrew nghĩ rằng đó là một cái môn thể thao rất là dễ thương. Cũng nhân đây thì cũng có lẽ là sẽ phải nói trước, tôi có một số bạn cũng nhắn tin. Biết rằng tôi còn ở lại mấy ngày đó, các bạn cũng nhắn tin, không nhớ là ở đâu, nhưng mà cũng nhắn tin rằng là sẽ muốn mời ghé tới gặp nhau rồi gì đó. Thì tôi cũng có nói là cũng sẽ cố gắng, nhưng mà không biết là sẽ có thể gặp nhau được hay không. Nếu mà được thì quá tốt. Thí dụ như tôi lật ra đây nè, có một bạn tên là Trâm Lê nói là rất là mong muốn gặp để mà gọi là tới cái quán của bạn ấy, chắc là để gọi là thăm cái quán của bạn ấy. Hoặc là một bạn tên là Tạ Công Tiên, liên quan tới cái việc là hình như bạn này là có bán xe cũ xe mới gì, cũng giống nghề của anh hay sao ở quận 5. Thì rất cảm ơn các bạn đã liên lạc cũng như là gửi lời mời tới chơi. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp nhau. Còn nếu mà lỡ mà chương trình nó không có cho phép thì các bạn cũng vui lòng thông cảm, không biết là phải làm sao. Anh còn muốn tương tác với lại các khán giả hay không trước một cái đêm cuối của anh trước khi về lại với lại Mỹ rồi? Ở bên dưới thì tiếng nhạc vẫn còn du dương ở dưới đó, không biết là Hồ Ngọc Hà với lại Tóc Tiên đã tới phần của họ hát chưa? Thường họ đang chờ Andrew xuống để coi mặt. Thường các ca sĩ gọi là thượng hạng thì hay hát sau cùng. Vậy hả? Hay là đang chờ anh Lân xuống để được chụp hình chung với anh Lân. Có một số bạn, bây giờ mình chọn 3 người nữa nha. Mới thấy này rồi mất tiêu rồi. Chị Thị Thơm Đỗ nói rằng hai anh về Việt Nam lần này thú vị nhất điều gì? Cho anh trả lời. Anh trả lời trước đi. Có nhiều điều thú vị. Nhất một cái thôi. Tôi thì lúc nào những cái chuyến mà sinh hoạt như thế này thì đối với tôi cái thú vị nhất là được tương tác với những người đi cùng. Thí dụ như những chuyến đi Trường Sa, sở dĩ mà tôi đi tới lần thứ 4, lần thứ 5 là vì
tôi mỗi lần lại có cơ hội tiếp xúc với lại những người khác nhau từ những cái nơi khác nhau. Do vậy kỳ này cái điều thú vị nhất là mình tiếp xúc được với rất nhiều những cái người khác nhau cùng chuyến đi cho một cái mục tiêu, là cái mục tiêu về cái việc mà review xe VinFast, cụ thể chiếc VF8. Thì mỗi người có một cái góc nhìn rất là khác nhau từ nhiều nơi trên các ngã đường khác nhau tụ về một điểm. Đó là đối với tôi, đó là cái sự thú vị nhất. Trả lời cho chị Thị Thơm Đỗ, thật ra kỳ này Andrew về cũng không có gì thú vị cả, bởi vì chỉ đi một thời gian rất là ngắn mà cũng không có vợ đi theo, cho nên đi về với anh Lân, tính là sẽ để cho anh Lân solo một mình. Nhưng mà vì Vingroup nói rằng là họ cũng có cái cơ hội để mà giới thiệu và cho lái thử xe VF8, là cái xe mà Andrew đã đặt mua, cho nên Andrew nghĩ rằng thiết tưởng nếu mà đã có cái cơ hội để về lái thử xe, khẳng định thêm cái quyết định của mình, thì Andrew cũng nên đi về một chuyến. Nhưng mà lần sau thì có lẽ là sẽ dẫn gia đình theo. Thú vị nhất là nhìn lại và thấy đất nước Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại và sống chung với dịch. Ngày hôm nay đi trên đường đi với anh taxi, thì Andrew hỏi rằng bây giờ cái việc mà mở cửa trở lại sau dịch thì như thế nào. Anh nói rằng bây giờ phải chấp nhận sống chung với dịch thôi, chứ nếu không là nền kinh tế cũng rất là khó khăn. Andrew thấy là mọi cái nơi mà Andrew đi ngang qua trên đường Trần Phú ở Nha Trang khi về ghé thăm ba mẹ chiều đó, thì có rất là nhiều nơi trống trải và rất là nhiều cái dịch vụ cũng như là cái doanh nghiệp phải phá sản. Rất là buồn cái chuyện đó, chả có thú vị gì cả khi về thấy quê hương của mình quằn mình qua những cái cuộc chống dịch này. Nhưng mà mong rằng các bạn sẽ vượt qua được và chúc cho các bạn đứng trên chân của mình. Cái vấn đề không phải là anh hùng, không phải là do bạn té nhiều lần, nhưng mà khi bạn té bạn phải biết đứng lên. Cho nên đó là cái điều mà Andrew thấy rằng được khích lệ, một cái năng lực tích cực hoàn toàn, là hãy đứng lên trở lại và làm lại từ đầu. Càng kiên định, càng mạnh mẽ, càng vượt qua cái khó khăn thì chắc chắn quả ngọt sẽ đang chờ các bạn trước mắt. Cảm ơn anh với câu trả lời đó. Anh lựa cái câu thứ hai. Chúng ta có 3 câu tất cả phải không? Thêm nữa hả? Ok. Tiếp theo. Hoàng Phạm nói rằng chúc mừng Andrew Lê. Cảm ơn anh Hoàng Phạm nha. Một câu hỏi cuối cùng của bạn vừa rồi mới gửi ra đó, là nó liên quan tới anh đó. Là ai? Quốc Bảo Trần nói là Andrew còn gia đình ở Nha Trang không? Đã về thăm gia đình được chưa? Câu trả lời này thì Andrew để dành cho anh Lân. Tôi trả lời thế cho anh Andrew được. Tại vì mới chiều nay trước cái chương trình livestream này đó, thì anh Andrew rủ tôi về nhà anh ấy. Tôi thì không biết là đường gì, nhưng mà cũng đi đó, mất khoảng chừng 10-15 phút từ cái bến tàu, gặp gia đình anh Andrew, rất là dễ thương. Ông bố của anh Andrew, mẹ của anh Andrew, chị của anh Andrew và một số các cháu ngồi nói chuyện, và một người bạn rất là thân, một người chị rất là thân, không phải là chị ruột nhưng mà một người chị rất là thân. Theo cách mà tôi thấy là anh và chị ấy nói chuyện với nhau cũng rất là thân thiện. Thì hàng xóm. À hàng xóm hả? Dạ. Yeah. Đấy thì đã gặp được gia đình của anh Andrew một cách có thể nói là khá là ngắn gọn, chưa được tiếng đồng hồ. Phải chạy đi trở lại để mà set up cái buổi livestream này. Được biết rằng là hai cô chú cũng như là chị của anh Andrew là cũng là những người xem phố Bosa TV, rất là thường xuyên xem anh Andrew livestream hoặc là dịch thuật trong các cái chương trình. Hy vọng là các vị ấy cũng đang xem thì cũng là một cái điều rất là vui, thưa anh. Vâng, cảm ơn Lân nhiều. Và cũng như là lời chót để chia tay với các bạn đêm hôm nay, thì Andrew mong rằng là tất cả quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh phố Bosa TV, chia sẻ, đăng ký và nhất là share đó nha.
like nữa để anh em chúng tôi có động lực tiếp tục làm việc. Chúng tôi mong rằng là đội ngũ của Phố Xe TV, Thủy Vân cũng như là Tường Vi cũng như là các bạn trong phòng kỹ thuật sẽ tiếp tục cống hiến cho quý vị rất là nhiều cái thước phim, những cái báo cáo, những cái bản tin có giá trị cho cuộc sống. Và chúng tôi mong rằng là những gì mà anh em chúng tôi cống hiến cho quý vị sẽ mãi mãi trở nên là nguồn động lực cho các bạn. Động lực không phải là ở chỗ là giải trí không, mà động lực ở chỗ là các bạn sẽ có những người đồng hành cùng với các bạn và đem cho các bạn những cái bản tin, những cái khuôn mặt, những cái góc nhìn khác nhau. Hồng giữ cho các bạn có một cái những cái thói quen tốt, đó là subscribe và nhấn vào đài để rồi không phải là lúc nào cũng tốn thời gian để xem những cái thước phim quá dài như thế này, nhưng mà biết đâu được là những thước phim này đó các bạn, các bạn sẽ được khám phá ra được là giữa anh Lân và anh Rưu cũng còn có nhiều cái mảng, những cái hobby là gì? Cái thú giải trí. Thú giải trí hoặc là thú tiêu khiển, hoặc là có những cái màn trình diễn độc đáo. Có lần anh Lân cũng đã bật mí cho tôi biết là anh Lân cũng vẽ đẹp lắm nha quý vị. Nếu mà quý vị mà theo dõi anh Lân, mà quý vị biết anh Lân là một người đã tốt nghiệp trường mỹ thuật, vẽ rất là đẹp, thì tôi cũng rất là thích thú. Còn những ai trong các bạn mà có những ngành dịch vụ, những công ty cần quảng cáo, thì các bạn có liên lạc với chị Lan Lê theo thông tin quảng cáo trên đài để chị có thể giúp cho các bạn quảng cáo trong cái vấn đề quảng cáo. Tôi thấy quảng cáo với công ty của anh Lân thì phải nói là rất là hiệu quả cho bản thân công ty của Andrew. Ngoài ra thì Andrew cũng muốn nhắn nhủ cho những ai là cần hoặc là góp phần trong cái vấn đề thông tin, truyền tin ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ. Những bạn kỹ thuật, nếu các bạn cần có những cái công việc thêm và tiếp tục làm những công việc giống như anh Lân như vậy đó, thì hãy liên lạc trực tiếp với anh Lân để có lẽ là các bạn sẽ tìm một cái công việc mới mẻ hơn về vấn đề chỉnh sửa thâu phim hoặc là truyền tin trong vấn đề Phố Xa TV. Các bạn có thể liên lạc với anh Lân để có thể biết đâu được các bạn khám phá được thêm có những cái làm việc với nhau, tài năng của các bạn và làm việc chung với đội ngũ của anh em chúng tôi. Cảm ơn anh Trương. Nhưng anh nhắc tới cái vấn đề mà gọi là Phố Busa TV cũng hy vọng là trở thành một cái nguồn thông tin của mọi người đó. Thì tôi nhớ cái hôm mà 110 mấy chiếc xe VinFast VFE 34 xuất phát từ Hạ Long, Quảng Ninh để mà đi lên một cái địa điểm, địa đầu của Việt Nam, Sa Huỳnh hay là gì đó, Sa Vĩ. Thì có ít nhất, theo tôi ghi nhận là ít nhất là tôi gặp được 3 vị khán giả. Có vị thì từ Hà Nội chạy lên, có vị thì nhà ngay gần đó, rồi một vị khác nữa là ở từ Đà Nẵng ra ngoài Hạ Long lập nghiệp, cũng gần đó, lựa chọn xem Phố Busa TV trong cái chương trình đó và đã chạy tới. Sau khi đang xem đã chạy tới thì xe hello, gọi là chào hỏi, chụp hình lưu niệm, chụp ảnh với lại chúng tôi. Thì điều đó cũng rất là đáng quý khi mình biết rằng là cái nguồn thông tin, nguồn truyền thông thì nó rất là đa dạng, rất là nhiều ở trên cái thời buổi này, mà đã có người, đã có nhiều người lựa chọn Phố Busa TV để xem. Điều đó cũng là một điều rất đáng quý. Cảm ơn ba vị khán giả mà tôi có dịp gặp ở đó, cũng như là cảm ơn rất là nhiều khán giả đang lựa chọn xem ngày hôm nay cũng như là những ngày khác. Hiện rồi, bây giờ vẫn còn tới 5.000 khán giả đang theo dõi tin tức. Mến chúc các bạn ngủ ngon đêm hôm nay và những